chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bắp Bắp và phim Ma Bắp Kể. Ngày hôm nay, Bắp giả quay trở lại với phim Ma Bắp Kể và mang đến với các bạn một bộ phim có tựa đề là No One Get Out Alive được sản xuất vào năm 2021 và hiện tại đang được chiếu ở trên Netflix. Các bạn có thể bấm vào đây để kiếm tên bộ phim ở trên Netflix nha. À, bộ phim này có thể tạm dịch cái tựa đề là không ai có thể toàn mạng trở ra à, Đấy là tạm dịch thôi các bạn Còn tên tiếng Việt đó là Ác mộng không lối thoát vẫn giống như là mọi khi nếu mà các bạn muốn có một trải nghiệm hoàn hảo nhất thì các bạn nên xem bộ phim này ở trên Netflix nha và nếu như mà các bạn không dám xem hoặc là muốn cùng với bắp tám chuyện thì bây giờ bắp sẽ kể cho các bạn nghe nội dung của bộ phim này sau đó thì chúng ta sẽ cùng với nhau bàn luận những cái tình tiết cũng như là ý nghĩa về bộ phim này nha và dĩ nhiên khi mà bắp kể nội dung của bộ phim thì chắc chắn sẽ có những tình tiết sẽ được tiết lộ trong video này và nếu như mà các bạn không muốn biết trước những cái nội dung đó thì các bạn có thể tạm dừng video của bắp tại đây và quay trở lại Netflix để xem bộ phim này nhá và bây giờ thì không chương trình gì nữa bắp sẽ đi ngay vào trong nội dung của bộ phim của chúng ta ngày hôm nay Bộ phim ngày hôm nay nói trước luôn á là có những cái cảnh ma nó cứ thập thò lấp ló đó các bạn thoát ẩn thoát hiện rồi thỉnh thoảng nó cũng có hù nhưng mà ở khúc cuối thì sẽ có một cái bí mật khá là lớn được tiết lộ ở khúc cuối bác sẽ kể cho các bạn nghe và trong quá trình kể thì bác cũng sẽ cho các bạn biết là à, cảm xúc của bác khi mà xem tới cái khúc đó nó như thế nào nha khởi đầu bộ phim chúng ta sẽ thấy được một cái cảnh vào năm 1963 giống như là một cái đoạn phim ký sử các bạn nó quay cái cảnh một nhóm người khảo cổ học họ đi nói chung là đi đào bới những cái đồ ở dưới đường hầm á để mà tìm ra những cái món đồ khảo cổ thì thực sự những cái món đồ mà được chôn giấu cất giấu ở dưới lòng đất hoặc là ở một cái nơi nào đó bí ẩn để rồi sau này bị người ta đào bới lên có những món đồ nó rất là đắt tiền nó rất là giá trị nhưng cũng có những món đồ mà người ta cần giấu đi. Vì vậy cho nên người ta mới chôn sâu dưới lòng đất và người ta mới à, phong ứng nó lại. Đối với con người hiện tại thì người ta muốn đào bới những cái điều gì đó cổ xưa. Người ta đào bới những gì ở quá khứ nhưng muốn lật lại lịch sử để có thể phát họa lại những gì đã thực sự diễn ra ở nhiều ngàn năm trước. Nhưng mà đồng thời cũng có nhiều người đã vô tình đào trúng đồ mà họ không nên đào ở đoạn video ngắn đầu phim cho thấy được một số người thám hiểm họ đi vào trong một cái giống như là hang động với các bạn ban đầu là thấy rất là nhiều xương sọ xương người có xương động vật có và khi mà họ đi sâu vào bên trong nữa họ phát hiện ra xương tiếp nhưng mà cái đặc biệt á, là cái xương người ở đây á là chỉ có cái mình thôi không có cái đầu và tay chân á, của cái bộ xương á là bị trói lại bị xiềng xích lại cái đầu thì mất tiêu sau đó thì có một cái hộp hình vuông bên ngoài có những cái hoa văn ký tự rất là đặc biệt và được đưa lên trên mặt đất là người ta đã khai quật ra cái hộp đó. Mà không biết cái hộp đó là cái hộp gì. Cái người giáo sư tiến hành cái quá trình khai quật vào năm 1963 đó tên là Arthur. Đó là những gì xảy ra vào năm 1963. Quay trở lại thời điểm hiện tại có thể được biết là năm 2021. Hiện tại thì cái vấn nạn nhập cư trái phép ở Mỹ rất là nhiều, đặc biệt đó là những người nhập cư từ Tây Ban Nha qua bên Mỹ. Những người Tây Ban Nha hay là mọi người thường hay gọi tắt á, là người Mễ, người ta nhập cư trái phép qua bên Mỹ bởi vì người ta vượt có một cái đường biên, á, người ta vượt qua rất là không phải là dễ dàng nhưng mà đại khái là cũng không có quá khó để vượt qua vì vậy cho nên nhiều người đi qua Mỹ ở và không có giấy tờ tùy thân. Mà khi ở bên Mỹ á, không có giấy tờ tùy thân thì sẽ không có ai mướn những người đó làm việc. Hoặc nếu giả như là có người dám mướn đi nữa thì những cái người mà người ta mướn á, người ta sẽ trả tiền rất là thấp giống như là biết cái bất lợi của những cái người nhập cư trái phép vì vậy cho nên người ta lợi dụng cái điều đó để bóc lột sức lao động của những người đó và trong bộ phim này, tập trung nói về những người nhập cư trái phép, những người đi qua Mỹ mà không có giấy tờ tùy thân. Họ đi qua Mỹ với một ước mơ đổi đời. À, họ muốn làm việc có nhiều tiền hơn bởi vì số tiền ở Mỹ họ làm ra khi mà họ gửi về quê hương của họ thì giá trị nó sẽ rất là cao. Nhưng mà họ không biết được rằng những cái khó khăn mà họ phải đối mặt cũng như là những nguy hiểm trình rập họ khi mà họ sống một cách bất hợp pháp như vậy trên đất Mỹ. Khởi đầu phim là một cô gái ở trong một cái căn hộ cô ấy đang nói chuyện với một người có vẻ như là bạn trai của cô ấy ở quê nhà. cô ấy đã thú thật với bạn trai đó là một việc làm rất là sai lầm khi cô ấy quyết định đi đến nước Mỹ à, và bây giờ cô ấy rất muốn quay trở lại, rất, rất muốn có được những cái ngày tháng giống như là ngày xưa, kiểu như là tâm sự hối hận gì đó. thì chắc là có lẽ là cô này cũng nhập cư trái phép qua Mỹ và sau đó là bây giờ đang muốn quay trở về tìm đường quay trở về. thì đang nói chuyện điện thoại á, đột nhiên cô ấy thấy ở ngay một cái góc phòng á, tại cái sàn nhà là sàn gỗ mà các bạn. Cho nên rất là dễ thấy khi mà có nước nó nhiễu xuống Thì thấy có một cái dấu chân nó hiện lên Giống như là chân của ai á, mà ướt á, đứng ở ngay chỗ cái góc phòng á Mà hai cái bàn chân mà chân trước chân sau đứng ở ngay cái góc đó Rồi nước ở đâu nó nhỏ tổng 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 xuống Rồi sau đó cô thấy cái bước chân đó nó di chuyển Thì cô mới nhìn thấy cái bước chân nó di chuyển á Cô nhìn qua một cái cái hành lang Cô thấy một cái hộp cái hộp mà bắp nói là khúc đầu người ta móc, móc lên moi được lên đó các bạn nhưng mà cổ chỉ thấy là cái hộp đó mở cái nắp ra thôi mà nó nằm từ xa cổ chỉ thấy là một cái hộp được mở nắp ngoài ra thì không biết cái gì hết rồi đột nhiên ở đằng sau lưng của cổ hiện lên một cái bóng người với hai con mắt sáng quắc và cái bóng thì đen thui à không nhìn thấy rõ mặt mũi miệng gì hết á hai cái tay ở dưới từ từ thò lên chụp cái cổ của cái cô đó xong rồi lôi đi mất tiêu Ô trời hú hồn chim Yến là mở đầu mở đầu phim thì lúc nào cũng vậy đó các bạn mở đầu phim thì sẽ có một người hy sinh mở hàng đó phải là là bác, theo như cái ngôn ngữ của bắp thì bắp nói là cái người mở hàng cho mỗi bộ phim ma đầu tiên là cái người chết đầu tiên đó và sau đó thì mới vô đề tài chính và bộ phim ngày hôm nay do bắp nói là tập trung nói về những người nhập cư trái phép và điển hình cụ thể nhất nói về một cô gái tên là Amber bắp sẽ gọi là am Amba ba am ba đi cho dễ gọi như các bạn am ba am gọi em hoài lưỡi lèo lưỡi luôn à, xin lỗi các bạn nha hiện tại bắp đang bị cảm cho nên nghe cái giọng nó hơi khó chịu thì các bạn thông cảm cho bắp nhé rồi quay trở lại bộ phim thực sự mà nói á, mỗi một người cố ý nhập cư trái phép thì mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng đa phần mọi người đều sẽ muốn có cuộc sống tốt hơn nhưng riêng về cái cô gái am ba này á Um, phải nói là một cái tình cảnh khá là bắt buộc khi mà mẹ của cổ không biết bằng cách nào mà mẹ của cổ đang ở Mỹ, ở tiểu bang Texas, Mỹ là chỗ của bác đang ở luôn, bác cũng đang ở Texas. Bác không biết là mẹ của cổ có phải là cũng dân nhập cư trái phép hay không, nhưng mà mẹ của cổ bị bệnh rất là nặng và cần người chăm sóc, vì vậy cho nên cổ cũng phải đi lậu qua bên Mỹ để mà chăm sóc mẹ của cổ những ngày cuối đời, bởi vì bệnh mẹ của cổ nặng ơi là nặng luôn. Thì cổ đi qua cổ chăm sóc Theo như bác thấy thì cổ rất là hiếu thảo Bởi vì khi mà mẹ của cổ bệnh và khó khăn như vậy, cô đã luôn ở bên cạnh mẹ và chăm sóc cho mẹ của mình cho đến những giây phút cuối đời. Sau khi mẹ của cô mất, thì hiện tại cô đã đi qua Mỹ rồi. Bây giờ bắt đầu có một ước mơ Mỹ chứ, bắt đầu muốn ở mình đi làm và mình sẽ có một tương lai tốt hơn ở đây và mình sẽ tìm cách để mình có thể hợp pháp ở lại Mỹ. thì đó là những gì mà cô nghĩ và cô bắt đầu không ở Texas nữa mà cô đi qua một cái tiểu bang khác gọi là tiểu bang Ohio. Bởi vì ở Ohio. á cổ có một người bác mà bác này á là không phải là họ hàng không phải là bác ruột giống như là nếu mà là bác ruột á thì ổng phải là anh ruột của mẹ cổ đúng không nhưng mà cái ông bác này nè thì ổng chỉ là uh, anh họ của mẹ cổ thôi vì vậy họ hàng cũng hơi xa xa á Tuy là họ hàng xa nhưng mà nói chung là cũng là họ hàng, cũng có thể nhờ vả vì vậy cho nên cổ đã không có ở Texas nữa mà cổ đi qua Ohio một cái tiểu bang khác. Khi mà đi qua Ohio á, cổ mới đi tìm một cái nhà trọ để ở. Thì cổ, cổ ở được 2 tuần và cổ tìm được một cái công việc luôn. Thì giống như bác nói với các bạn á, có nhiều nơi họ không có cần giấy tờ tùy thân của mình. Giống như ở Việt Nam là chứng minh nhân dân, ở bên Mỹ là thẻ căn cước kiểu vậy á thì có nhiều nơi họ không có cần những cái giấy tờ đó họ sẽ trả tiền mặt cho mình bởi vì nếu mà trả tiền qua check để mà bỏ tiền vô trong nhà băng á ngân hàng á thì sẽ phải đóng thuế trong khi cô này cổ đâu có giấy tờ tùy thân đâu có đóng đóng thuế được cho nên chỉ có thể lấy tiền mặt thôi thì khi mà mình đi làm và mình lấy tiền mặt như vậy thay vì người ta trả cho một người công dân của nước mỹ bình thường á là 9 đô cho một giờ thì đối với những người này họ sẽ ép cái giá xuống còn có hai ba đô cho một giờ thôi tức là rất rất là ép giá luôn cái này là bắp ví dụ thôi nha các bạn thì cái cô này cũng phải chấp nhận thôi làm lấy tiền mặt để có tiền trang trải cho cuộc sống trước rồi tính sau cổ mới nhận làm trong một cái xưởng may đồ người ta cứ đưa đồ xuống thì cổ cứ may theo như vậy thôi nhưng mà mới vô làm mà các bạn đâu có rành đâu vì vậy cho nên bị sếp chửi hoài à nói chung là gặp rất là nhiều khó khăn khi mà ở một cái nơi xa lạ như vậy thêm một cái nữa là cái chỗ mà cổ phong trọ cổ ở á là cô ở được 2 tuần rồi. Thì cái ông chủ phòng trọ ông nói là muốn ở lâu hơn thì phải đưa thẻ căn cước để mà ghi vô giấy tờ đầy đủ vô mới cho ở lâu hơn. Đối với khách lai vãng thì không cần nhưng mà nếu mà những người ở lâu hơn 2 tuần thì cần thêm giấy tờ tùy thân á. Thì cổ này cổ đâu có giấy tờ gì đâu ở lậu mà. Cho nên cổ đã thu xếp quần áo và đi tìm một nơi khác để ở. Khi mà cổ coi báo thì cổ tìm ra được một cái cái này bác cũng cũng không hẳn là căn hộ chung cư giống như một cái nhà khá là to rất là to và người ta xây ra những cái phòng riêng biệt ở giống như ở dưới lầu thì sẽ có hai ba phòng trên lầu hai ba phòng trên lầu nữa hai ba phòng rồi có tầng hầm rồi người ta sẽ cho mướn những cái phòng đó với giá cực rẻ thì cô này cổ tìm được một cái nơi giống như vậy khi mà cổ đi đến á trời ơi, những đằng trước nó âm u căn nhà thì nó cũ các bạn nó xuống cấp trầm trọng nhìn nó mặc dù là giống như là ba tầng cũng khá là khang trang nhưng mà cái màu nó rất là xỉn màu nó rất là cũ cộng thêm một cái sự u ám bao trùm lấy cái nơi đó nữa nhưng mà bởi vì hiện tại cô không có tiền cho nên cô phải vô đó cô ở thôi khi amba đi tới gặp ông chủ nhà ông chủ nhà tên là red thì ổng cũng dẫn amba đi lên lầu và đi lên phòng của cô ấy rồi ổng nói với amba là phải trả tiền mặt và phải trả trước một tháng đặt cọc trước một tháng amba tuy là hiện tại cũng không có nhiều tiền nhưng mà cũng có một số tiền dự trữ ở trong người À, một phần là để chi phí sinh hoạt ăn uống và ở và một phần nữa là amba để dành tiền để làm giấy tờ giả để có thể ở lại xin việc làm khi này amba mới lấy một cái phần tiền để đưa cho ông red đó để đặt cọc trước một tháng ở lại đây căn phòng nơi mà amba ở chắc chắn là nó sẽ không có khang trang rồi nó rất là cũ tường rồi những cái đồ đạc ở xung quanh trong cái căn phòng đó đó nó cũ kỹ lắm các bạn đến cả cái giường mới vừa đụng nhẹ thôi là nó, nó sập xuống một cái rầm cái ông red ông quá quen rồi vì vậy ông nói là Họ để ông tới ông nâng cái giường lên tại vì cái giường á nhiều khi nửa đêm đang nằm nó sập một cái rầm nó thấy cũng ghê lắm nhưng mà bây giờ mình không có tiền thì phải ở tạm thôi sau khi amba đưa tiền cho ông red amba cũng có hỏi là hiện tại thì ở trong đây có mấy người ở á ông red ông nói là có hai người thôi Ờ à, Amba là người thứ hai, người đầu tiên tên là Freya đang ở tầng dưới, À, sau đó ổng đi và để lại căn phòng cho em ba vào tối ngày hôm đó thì em ba lấy điện thoại nghe lại tin nhắn của mẹ à, bởi vì có một cái tin nhắn mà em ba lưu lại trước khi mà mẹ cô ấy mất á à, để có thể nghe được giọng nói của mẹ của mình để đỡ nhớ mẹ khi mà đang nghe lại tin nhắn của mẹ Amba ba để lại đại khái là ờ, cảm ơn con vì đã đến với mẹ ngày hôm nay mẹ có thể nhờ con là ngày mai con có thể quay trở lại được hay không kiểu như đại khái tin nhắn là vậy trong khi đang nghe lại tin nhắn như vậy đột nhiên Amba ba nghe thấy có tiếng giống như là tiếng khóc ở dưới lầu vọng lên tại vì Amba ba là ở lầu lầu thứ hai thì ở dưới sẽ có một cái phòng của một cái vị khách khác chắc có lẽ đó là phòng của freya cái người mà cái ông red ông nói là chỉ có hai người ở trong đó thôi nhưng mà cái phòng nó có một cái nó rất là đặc biệt nó rất là mắc cười các bạn là cái sàn nhẹ nó có một cái lỗ hình hình vuông như nè cái lỗ này có những cái lỗ hỏng có thể nhìn xuống dưới cái tầng dưới ngộ ha kiểu như là nhìn thấy như vậy là đâu có quyền riêng tư gì nữa đâu nhưng mà cái phòng đó nó lại có cái lỗ đó nhưng mà cái lỗ nhỏ thôi chứ không có to nó bằng một cái viên gạch khi mà anh ba nghe thấy cái tiếng giống như là tiếng khóc á anh ba mới đi tới nhìn xuống cái lỗ đó và thấy ở dưới có một cái cô gái đang ngồi ở ngay cái cái góc ở dưới luôn cô đang khóc thì đột nhiên cổ nhìn lên không biết là có thấy anh ba hay không nhưng mà lúc đó anh ba đã néo qua một bên để cho cái người kia không có thấy anh ba thì chắc là người ta đang buồn cái gì đó người ta khóc thôi thế là anh ba mới leo lên giường đi ngủ chuẩn bị đi ngủ thì trước khi đi ngủ anh ba cũng có coi lại hình của mẹ của mình với mình bởi vì cho đỡ nhớ mẹ trong lúc coi hình thì anh ba ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong giấc mơ anh ba mơ thấy mẹ của mình cái lúc mà mình vẫn còn đang chăm sóc cho mẹ và lúc đó là mẹ đang bị bệnh rất là nặng hai mẹ con nói chuyện với nhau À, mẹ của em ba mới lấy cái tay vuốt tóc như nè vuốt tóc con như nè tại vì lúc đầy á là bà á đang nằm ở trên giường em ba thì nằm kê cái đầu lên trên giường như nè tay của mẹ em ba mới vuốt như vậy mới nói là con có mái tóc rất là đẹp rồi em ba còn nói đùa nữa là chẳng phải là mẹ cứ thích chải tóc cho con đến nỗi là phải chải hơn 100 lần mới cho con đi ra ngoài hay sao rồi mẹ em ba nói là ờ con không muốn như vậy hả hai mẹ con nói chuyện nhẹ nhàng thôi các bạn em ba nói là không à, con rất là thích kiểu như là thích được mẹ chạy tóc cho đồ này nọ các thứ á. Nhưng mà lúc này em ba không biết được rằng lúc mà anh ba đang nằm ngủ, đang nằm với tư thế là nằm ngủ nghiêng người một bên như này các bạn thì cũng có một bàn tay nào đó vuốt nhẹ qua tóc của bà ba. Sáng em ba thức dậy, chuẩn bị đi làm, chuẩn bị một ngày mới. Khi em ba đã chuẩn bị xong rồi và bước ra khỏi phòng của mình đóng cửa phòng lại á, đột nhiên phát hiện ra ở trước cửa ngay chỗ cái tay cầm có một cái gì đó nó nó là bột nó giống như là bột nha các bạn. Khi mà giơ tay lên á thì nó dính bột bột nè và nó có màu xanh mà dạng như là xanh uh, xanh lá, không biết không biết là có phải rong rêu hay là cái gì đó không biết mà là cái bột cái xanh lá kỳ lắm. Rồi nhìn xung quanh cửa giống như là có ai chét xung quanh cái cửa của em ba Không biết là có từ ngày hôm qua hay là ngày hôm nay mới có em ba cũng không để ý. Thì lúc đó chỉ nghĩ là ờ chắc là nhạt cửa cũ kỹ vậy thôi chứ mình cũng đâu có đòi hỏi gì được nhiều trả nhiều đó tiền mà ở được nơi đây là được rồi chứ đâu có đòi hỏi một nơi sạch sẽ khang trang được thế là amba khóa cửa phòng và chạy xuống khi mà đang chạy xuống dưới lầu á thì đụng trúng một cái cô gái chính là cái cô gái ngày hôm qua ngồi khóc á các bạn cái amba mới hỏi là freya cô là freya phải không bởi vì ông red ông nói là trong đây có hai người ở thôi thì cô đó không phải freya thì là ai trả lấy là ma không là người đó các bạn không phải ma đâu cái cái cô gái đó mới quay xuống nhìn amba mới hỏi là sao cô lại biết tên tôi là freya cái amba mới nói là ừ thì ông fred ổng nói mà Ông nói ở đây có hai đứa mình ở thôi cô gái đó mới nói là cái thằng cha đó nói xạo riết quen rồi bỏ đi kiểu như là cũng không muốn nói chuyện với amba và cũng không muốn nói gì nhiều hết bỏ đi mà cũng chả biết cổ phải tên freya không hình như là tên freya đó hình như là cổ đó nhưng mà còn cái câu nói tại sao kêu ông kia là ông nói nói dối riết quen mồm thì không biết mặc kệ sự việc đó amba vẫn tiếp tục đi làm nhưng amba không biết được rằng ngay cái lúc mà amba đứng đó nói chuyện với freya thì Giống như bắp nói với các bạn nó giống như là giống như một cái khách sạn, cái phòng trọ đó xây theo cái kiểu là ở giữa nó sẽ có một cái khoảng không. À, và có những cái lan can mà những người ở trên tầng trên có thể nhìn xuống thông qua cái lan can đó nhìn xuống được. Thì khi mà anh ba đứng ở dưới lầu 1 và trời đi á, ở trong đây, ở tầng 2 và tầng 3 có hai bóng người nha các bạn, một bóng đứng ở tầng 2 và một bóng đứng ở tầng 3. Cái bóng đen thui à không thấy được, chỉ có hai con mắt nó sáng quắc trong màn đêm giống như là mắt mèo trong đêm vậy đó đang đứng và nhìn xuống dưới lầu rồi sau đó là biến mất thì có thể là nhìn am ba có thể là những cái hồn ma ở trong đó bắt đầu có những hồn ma ngự trị ở trong đó nó hiện ra và nó đi theo am ba rồi và đặc biệt là có bướm nữa có hình ảnh con bướm xuất hiện rất là nhiều ở trong cái bộ phim này từ đầu cho tới hiện tại luôn ban đầu khi mà khai quật ra cái hộp gỗ đó cũng có rất là nhiều bướm sau đó là có một số con bướm nó cứ bay vòng 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 ở trong cái khu nhà trọ thì khi mà anh ba đi làm á, anh ba bị chủ la tại vì làm không quen việc. sau khi bị chủ la thì cũng năn nỉ rồi, tôi sẽ cố gắng, tại vì tôi mới làm mà tôi sẽ cố gắng cố gắng thì ông chủ kia là sẽ trừ tiền, bla bla cái kiểu. Cũng như là cũng khá là bốc lột á các bạn. Ở chỗ làm anh ba có một người bạn. Cái người bạn này hứa là sẽ giúp cho anh ba làm giấy tờ căn cước, làm giấy tờ giả. Ban đầu á là người ta nói là chỉ lấy anh ba có 1.000 đô thôi. Nếu như mà anh ba chịu để cái địa chỉ xuất xứ á, là từ Ohio là cái chỗ mà Amba đang ở nhưng mà Amba không muốn là để Ohio Amba muốn để cái chỗ xuất xứ là từ Texas là cái nơi mà mẹ Amba đã từng ở nguyên nhân là bởi vì Amba đã nói xạo với cái ông bác á là Amba được sinh ra ở Texas mà Amba đã nói với ông bác là sinh ra ở Texas mà lại tại sao lại có giấy tờ ở một cái nơi khác Ohio thì nó hơi bất hợp lý đúng không nó sẽ dễ lộ tẩy cho nên Amba muốn là trong cái giấy tờ giả là phải để cái nơi mà xuất xứ là từ Texas thì cái cô bạn kia của có người quen của làm cụ làm giấy tờ giả được nhưng mà của nói với em ba là nếu như mà để giấy tờ giả tên từ texas á, là phải trả thêm 2.000 đô nữa tức là tổng cộng 3.000 đô mới làm được thì hiện tại anh ba đâu có đủ tiền đâu anh ba mới nói là thôi để cô ấy từ từ xoay sở rồi tối ngày hôm đó anh ba được cái ông bác á mời tới nhà ăn cơm à, ông bác này nhà cửa cũng khen trang cũng không dạng là giàu có gì nói chung là cũng trung bình thôi ổng có một bà vợ và một đứa con trai lớn tuổi rồi năm nay sắp lên uh, cao đẳng học rồi các bạn cao đẳng đại học á uh, mà có vẻ như là bà vợ bà không có thích am ba tại vì thực sự là họ hàng nó quá xa luôn kiểu như là bắn đại bác không tới á các bạn uh, đã vậy còn không bao giờ gặp nhau chưa bây giờ gặp nhau thậm chí bà vợ bảo còn nói là cái ông bác á ổng gặp được mẹ của anh ba có mấy lần thôi chứ đâu có thân thiết gì đâu nhưng mà ổng tội nghiệp lắm kiểu như là ổng thương thiệt ổng thương con cháu trong nhà thiệt ông mới nói là bây giờ con bé nó ở đây có một mình nó tội nghiệp nó mẹ nó thì vừa mới mất nữa nó đâu có biết nó đâu có quen ai đâu thì nó tới nó ăn với nhà mình một bữa cơm kêu bà vợ là nói chuyện tử tế với cái con bé à, sau đó là ông mới kêu thằng con xuống rồi ngồi ăn cơm chung khi mà ăn cơm chung á ông còn nói chứ chỗ ngoài trời lạnh lắm á thôi để để bắt nói vợ bác là có cái áo khoác nào áo ấm nào ông để cho con một cái nha bà vợ thì bà đâu có muốn cho đâu cái mặt bà kiểu cứ khó chịu á nhưng mà ông chồng ông nói vậy rồi chẳng lẽ không cho cho nên bà cũng lấy một cái áo khoác cũng khá là ấm á màu giống như là màu màu hồng mà hơi tối tối á các bạn đó là cái áo khoác cũ của bà và đưa cho Amba ba thì thực sự bác thấy là ông bác này ông tốt tại vì họ hàng mà xa và bắn đại bác không tới như vậy mà giúp như vậy là rất là nhiệt tình sở dĩ bác nói nhiệt tình ở đây không phải là bởi vì ăn một bữa cơm mà nói là ông nhiệt tình ông tốt bụng đâu mà ông còn giúp cho anh ba nữa ông nói là Um, bác sẽ giúp cho con có công việc làm mà bác giới thiệu cho con tới chỗ này rồi nhưng mà con phải có giấy tờ căn cước đầy đủ tại vì ổng không biết là Amba ở lậu ở bên đây giống như bác nói ổng với mẹ em ba đâu có nói chuyện nhiều đâu thì con bé này nó gọi điện rồi nó nói là mẹ nó vậy vậy đó rồi nó ở đây và nó được sinh ra từ texas thì ổng nghe vậy ổng biết vậy thôi chứ ổng đâu biết là con bé này nó đi lậu từ bên mễ qua đây ở đâu ờ ổng mới nói là ở thứ sáu này bác sẽ giúp con vậy đó rồi con nhớ chuẩn bị đầy đủ nha thì đó là nguyên do vì sao mà Amba rất là nôn để mà làm xong cái giấy tờ giả để có cái giấy căn cước giả thứ sáu đi phỏng vấn á các bạn thì khi đó anh ba chỉ có thể nói ờ à, dạ dạ con sẽ cố gắng vậy thôi chứ đâu dám nói thật gì đâu sau khi đã dùng bữa với bác của mình xong thì anh ba quay trở về chỗ phòng trọ của mình ở khi mà đi về phòng trọ trong phòng trọ tối thui rồi các bạn không phải là nó tối đen như mực mà kiểu như nó có một cái bóng đèn màu vàng vàng nó hắt xuống từ trần nhà hắt xuống nó âm u nó ghê ghê sao á để ở dạ, một cái nơi nó khá là cũ kỹ nữa anh ba bước vào trong phòng trọ Và đang đi á, thì tự nhiên anh ba nghe thấy có cái tiếng động gì đó Giống như là phát ra từ phía tầng hầm Tại vì cái phòng trọ đó có một cái tầng hầm nữa Anh ba mới đi xuống tới cái phòng đó Thì thấy cái cửa khóa lại Nhưng mà ở ngay chỗ cánh cửa có một cái vết cào Giống như là vết móng tay á Bấu á, cào xẹt ngang vậy nè Thì dĩ nhiên mình cũng nghĩ là nhà cũ quá nó như vậy thôi Chứ đâu có nghĩ là có chuyện gì lạ xảy ra đâu Em ba tính đi thì thấy ông Red ông đi tới Hỏi là ở sao giờ này chưa ngủ mà còn đi lang thang đây á cái anh ba nói là anh ba nghe thấy cái tiếng gì ở dưới á, cái ông nói là không, không có gì đâu, cô cứ nhiệm vụ của cô là ở trên chỗ của cô thôi, đừng có đi xuống dưới đây. Cái phòng tầng hầm đó là phòng bảo mật không có được mở ra, thế là anh ba mới đi lên phòng, nhưng mà lúc đó đi ngang qua một cái phòng khác giống như là phòng làm việc, ở trong đó có treo rất là nhiều đồ cổ, có một cái kiếm cổ và nhiều cái đồ ở xung quanh đó, thì ông Red ông mới đi tới, ông đóng cái cửa đó lại, ông nói là cái này là phòng làm việc, cũng là cái phòng riêng tư, không có được ngõ vô, không có được kiểu như là đi vô như vậy á. Bây giờ đi lang thang trong phòng trọ không được thì mình làm gì? Mình đi lên phòng của mình, mình ngồi mình đếm tiền. Vâng các bạn, em ba đi lên phòng và lấy tiền ra đếm để coi là có đủ tiền để làm giấy tờ giả hay không á. Bây giờ thì chắc chắn là thiếu không thể nào đủ được. Ban đầu bên kia người ta nói là 1.000 đô, mà 1.000 đô cũng đã rất là nhiều rồi phải để dành rất là lâu mới được một ngàn đô mà bây giờ người ta đôn giá lên là tới ba ngàn đô lận lấy tiền đâu ra mà 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 bù vô cái số thiếu đó nữa anh ba vừa đếm tiền vừa lo là làm sao để có thể tìm ra tiền nữa À, để làm giấy tờ giả thì đột nhiên lại có tiếng khóc thúc tha thúc thích và sau đó là khóc tới ấm a ấm ức luôn các bạn từ ở dưới lầu vọng lên giống như cái tiếng của đêm hôm qua vậy nhưng lần này là khóc ấm ức hơn khóc tức tuổi hơn anh ba mới thấy lo tại vì ở trong đây có hai người con gái ở à mà nhiều khi người ta cũng là con gái mình cũng là con gái À, lỡ có chuyện gì thì mình còn có thể an ủi còn giúp đỡ được à, giúp đỡ cho nhau vẫn hơn chứ thế là anh ba mới đứng dậy và bước xuống dưới lầu gõ cửa hỏi coi là cổ có sao không thì khi bà gõ cửa không thấy ai trả lời hết cái cửa thì lại không khóa vì vậy á anh ba mới đẩy cái cửa khi mà đẩy cái cửa ở trong phòng tối thui không có ai hết các bạn cái giường sạch bông luôn là không có người nằm trên đó cũng không có mùng mình chiếu gối gì hết rõ ràng là hồi nãy nghe thấy tiếng khóc từ dưới lầu phát lên mà tự nhiên bây giờ đứng đó lại không có ai hết cũng ớn nha các bạn ớn chứ rồi sau đó amba thấy ở trước cửa lại có những cái vệt màu xanh lá cây giống như bột bột màu xanh lá cây giống như là ở trên phòng của amba có không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà thôi mặc kệ amba mới đứng dậy đi xuống nhà bếp tại vì á à, cái phòng á là mỗi người có một cái phòng riêng nhưng mà nhà bếp á là sàn nhà bếp chung amba đi xuống dưới nhà bếp để nấu nước rồi đột nhiên Amba mới nhớ tới mẹ của mình, lại cứ có một cái viễn cảnh cứ lặp đi lặp lại, đó là cái viễn cảnh mà Amba chăm sóc cho mẹ của mình, hai mẹ con nói chuyện với nhau và Amba nghe mẹ nói là tóc của con rất là đẹp, con có một mái tóc rất là đẹp. Thì có thể đó là cái khoảng thời gian trước khi mẹ cô ấy mất, cho nên cô ấy nhớ rất là kỹ. Tất cả những hồi ức về mẹ thì dường như là chỉ có cái khúc đó là lặp đi lặp lại nhiều nhất. Lúc này Amba vẫn thấy cái hình ảnh ở hai mẹ con nói chuyện với nhau, nhưng mà đột nhiên á đang nói chuyện nha, mẹ Amba lại nhìn ở ngay một cái góc phòng. Rồi mẹ em ba nói là cái gì ở đó vậy? anh ba mới nhìn theo hướng mẹ của cô ấy nhìn á, thì thấy ở ngay cái góc phòng có một cái hộp hình vuông, hai người mới chăm chú nhìn cái hộp hình vuông đó, thì đột nhiên á, cái hộp hình vuông ở trên trước á, cái mặt ở đằng trước á, có mấy cái ngón tay màu đen ở trên thò ra như thế này, ở bên ở bên hông á có mấy cái ngón tay nó thò ra và nó cố gắng nó mở cái nắp hộp ra, các bạn, thì khi mà nó nắm Bà nó giật cái nắp hộp ra như vậy anh à, ba mới giật mình thức dậy là bà đang nằm mơ á bà nằm bà, bà, chung như đó bà chung như cái nhà trọ đó bà ở là cái bà nằm mơ đó các bạn chứ không phải là thiệt rõ ràng là hồi nãy dưới bếp xong mà leo lên phòng ngủ hồi nào không hay rồi nằm mơ vậy đó thì sau khi mà bà thức dậy bà đi làm khi mà đi làm em ba mới đi tới gặp ông quản lý và xin ổng cho ứng tiền trước thì ổng mới la ổng mới nói là làm gì cái là đã không có ra gì rồi mà còn xin ứng tiền trước nữa kiểu như ổng muốn đuổi ổng không muốn giữ em ba nữa thì em ba cứ xin lỗi rồi nói là ờ, sẽ làm hai k rồi sẽ làm tốt hơn thế là nó chuyện một hồi ổng mới chuyển anh ba đi qua cái chỗ khác làm cũng là trong công ty đó luôn nhưng mà chuyển đi qua cái bộ phận gói quà khi mà anh ba đi qua bộ phận mới để làm á là đưa quà bà vào trong mấy cái hộp rồi đóng gói chuyển đi đại khá là chuyển đồ đóng hộp chuyển đi á À, có một cái con bướm nó bay vòng 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 ở sau lưng của anh ba rồi nó đậu ở trên cái bức tường á rồi đột nhiên giống như là có ai ở sau lưng của anh ba á các bạn cứ nhìn chầm, chầm 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 cái cảm giác thôi nha chứ không phải là mình thấy khi mà anh ba đang ngồi làm vậy nè rồi đột nhiên có một cái bàn tay như thế này nó từ từ nó dơ lên và nó chộp lấy bờ vai của anh ba rồi nó gọi tên là -ba". khi nào anh mới giật mình quay lại thì không thấy gì hết nhưng mà cái bàn tay đó không phải là bàn tay ma nha các bạn là bàn tay của một người bình thường chỉ có liệu là trên tay á có mấy cái ống chích giống như là người ở trong bệnh viện gì đó thì bác nghĩ cái này là bàn tay của mẹ của em ba thì khi này bác không biết là những cái con ma con quỷ nó từ trong cái nhà trọ đó đi theo nó hù em ba hay là hồn ma của mẹ em ba muốn đi theo để cứu rỗi con mình biết con mình có thể đang gặp nguy hiểm và muốn nói một cái ám hiệu hay là muốn giúp con mình thì bác không biết nhưng mà chỉ biết cái đó là cái bàn tay giống như là bàn tay của mẹ em ba lúc bị bệnh ở trong bệnh viện á sau khi tan ca thì Amba cùng với cô bạn đi uống rượu. Hai người mới nói chuyện với nhau cái cô bạn mà hứa là sẽ giúp Amba làm giấy tờ giả. Tại vì cổ nói là cổ có người quen, sẽ người quen của cổ sẽ giúp Amba làm thôi. Cổ chỉ là người trung gian thôi chứ không phải là người làm. Thì trong khi nói chuyện Amba cũng nói thiệt luôn là um, thật ra là Amba là người nhập cư lậu và muốn làm giấy tờ giả để có giấy tờ um, để đi phỏng vấn trong cái công việc mà thứ sáu này bác của Amba giới thiệu. Và sở diễn nguyên nhân vì sao mà phải bắt buộc lấy cái nơi xuất xứ là từ Texas chứ không phải từ Ohio đó, là do mẹ của anh ba ở Texas và anh ba không muốn cho bác của mình biết là mình đang nói dối cái cô bạn của anh ba ở à, cũng mở lòng nói chuyện tâm sự với anh ba rồi à, sau đó cô mới nói là chắc là cổ say rồi nhưng mà thôi kệ đi hay là bây giờ <laughs> cổ sẽ cho anh ba mượn số tiền còn lại bây giờ không cần biết là anh ba có bao nhiêu tiền để dành được bao nhiêu còn thiếu bao nhiêu cổ bù vô để cho em ba có giấy tờ trước, bởi vì khi mà em ba có giấy tờ rồi em ba sẽ có công việc ổn định hơn, em ba sẽ có thể trả lại tiền cho cũ nhanh hơn. thì coi như là cũ giúp em ba thôi. thì khi mà nghe như vậy em ba mừng lắm nha các bạn. Tự nhiên có người giúp mình mừng chứ. cái em ba mới nói là vậy vậy. bây giờ khi nào mình mới làm làm giấy tờ được, cái cô bạn đó mới nói là khi nào cũng được, khi nào mà cô có đủ tiền thì cô đưa cho tôi, rồi tôi sẽ đưa cho cái người mà làm giấy tờ giả cho. thì bây giờ em ba lúc nào cũng mang tiền theo người mà các bạn đâu có để tiền ở nhà được, mới lục tiền ra có bao nhiêu tiền đưa hết cho cái cô bạn đó là nghe mùi không các bạn có nghe mùi không là bắp nghe mùi rồi đó mùi lừa đảo á các bạn mặc dù là thấy cái cô bạn kia có vẻ như rất là tốt bụng có vẻ mặt rất là thiện cảm nhưng mà bắp lại rất là nghe cái mùi lừa đảo ở đây tự nhiên em ba lấy hết tiền ra đưa cho cô bạn kia kêu là à, thôi có bao nhiêu á thì cô bù vô giúp tôi nha thì cô kia cũng ok giúp thì cũng không trách am ba được bởi vì cũng quen cô này trong một khoảng thời gian làm việc chung nè chẳng lẽ người ta lại đi lừa tiền mình đúng không? mà cái cô đó nó cũng hợp lý là sau khi mình có công ăn việc làm ổn định rồi mình sẽ sớm có nhiều tiền để trả lại cho cổ thôi nhiều khi mình còn trả tiền lời cho cổ nữa cho nên em ba cũng không nghĩ nhiều đưa hết tiền cho cổ thì sau khi đưa tiền cho cô bạn đó thì cứ nghĩ ở trong lòng là ở à, cổ sẽ giúp mình để có giấy tờ hợp pháp nhanh để mình có thể có công việc ổn định à, để mình có thể đi phỏng vấn vào thứ sáu này cứ mừng mừng ở trong lòng đó các bạn rồi cứ như vậy mà đi về thôi không có suy nghĩ đắn đo gì hết trên đường mà anh ba đi về á đi qua một cái con hẻm nó rất là tối thui tối tâm lắm các bạn. Mà ngộ một cái là bả đi tới đâu là bóng đèn ở đằng sau của bả tắt tới đó y như bả là cái công tắc điện vậy đó các bạn. Mới bước qua tới đâu là cái đèn nó tắt cái bụp, bước qua tới đâu là cái đèn nó tắt tắt tới bụp. Tới độ mà ở nhà trọ cũng vậy. Bả cái chỗ đó đang sáng quắc vậy nè. Bả đi tới xong bả đi qua đèn tắt cái bụp. Giống như là bả là người tiết kiệm điện cho toàn khu phố hay sao ấy. À, nhưng mà em ba lại không biết được rằng khi mà em ba đi khuất khỏi cái con hẻm đó ở ngay cuối con hẻm có bóng một người đang đứng tại vì đang là một cái con hẻm tối thui giống như bắp nói là anh ba đi ngang là điện tắt hết rồi thì mình không thấy cái người đang đứng đó là ai nhưng mà một lát nữa tự nhiên cái bóng đèn ở ngay chỗ cái người đó đang đứng các bạn bật lên y như là cái spotlight chiếu thẳng vào người đó luôn á các bạn để cho chúng ta biết được người đó là ai người đó là ai người đó là ai người đó là, ai, người đó là mẹ của amba chứ là ai cũng là ha tại sao lại là mẹ của Am ba tại vì bà vẫn còn bận cái bộ đồ à, bộ đồ của bệnh nhân á các bạn bà đứng ở ngay giữa cái hành lang và nhìn theo cái bóng của Am ba đi vào trong cái nhà trọ đó nói chung là trong bộ phim này coi xong rồi bác có nhiều thứ bóc không hiểu nhiều lắm một hồi nữa bóc tính thay cùng với nhau bàn luận nha nhưng mà thực sự khúc này bóc không có biết là có phải là mẹ của amba đang cố gắng đi theo con gái mình để bảo vệ cho con gái mình hay không lần này khi mà amba đi về phòng trọ thì nói chung là mỗi ngày đi về phòng trọ là có một cái điều bất ngờ xảy ra các bạn không có chuyện này cũng có chuyện kia bữa nay bà đi về thì bà lại nghe thấy cái tiếng cái gì mà cứ âm 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 giống như là có ai đập cái gì vô tường hoặc là đập cái gì vô trong cái cửa thì khi mà đi ngang qua cái hành lang em ba nhìn vô, em ba thấy có một người đàn ông to cao lắm, to con lắm các bạn cứ đứng đập đầu vô cửa vậy nè. Bùm. Bùm. Thử thách coi đầu cứng hay cái cửa cứng hơn. Một người mà đang có hành động đó chắc chắn không phải là một người bình thường. Đã dậy ổng còn rất là cao to đô con nữa chứ. Em ba cũng sợ sợ các bạn cho nên cứ lẹn lẹn đi lên phòng đóng cửa lại thôi. Thì khi mà em ba đóng cửa lại rồi á, khi mà nhìn qua cái cửa nó có mấy cái khe mà ánh sáng có thể lọt vào á các bạn thì có thể thấy hành lang ánh sáng vẫn đang mở thì đột nhiên anh ba nghe thấy tiếng người đàn ông đó đi lên, đi ngang qua cái cửa, đi âm 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 ầm gì đó, đi ngang qua phòng của anh ba, xong rồi đọc một cái gì đó mà nghe không có rõ, giống như là xì xào xì xẩm gì á, rồi bước đi. khi mà ông đi thì cái đèn nó tắt tối thui luôn. anh ba mới đứng dậy đi ra bên ngoài coi là có chuyện gì thì không thấy gì nữa. anh ba mới đi xuống cái chỗ nhà bếp chung, thì xuống dưới nhà bếp chung lại thấy hai người phụ nữ khác. Khi em ba gặp hai người họ thì cũng chào hỏi nói chuyện bình thường thôi. Thì được biết là dạng như họ cũng là nhập cư trái phép. Nên là những người mà vô đây thuê nhà toàn là nhập cư trái phép, không có giấy tờ gì hết các bạn. Nói chuyện một hồi thì gặp ông Red, ông đi xuống. Rồi sau đó anh ba có nói là, ủa sao ông nói là trong đây chỉ có phụ nữ ở thôi. Bởi vì ban đầu ông Red, ông nói là chỗ này cho phụ nữ ở thôi, cho phụ nữ mướn thôi. Để cho mấy cái người ở trong đây an tâm, á, không có ở lộn xộn nam nữa. Mà tại sao hồi nãy à, anh ba thấy có người đàn ông ở dưới. Cái ông Red, ông mới nói là, cái cái người đó đó là anh của ổng tên là Becker ông ấy nói là ờ anh trai của tao thôi chứ không có gì đâu thôi mày đi ngủ sớm đi thì khi mà ổng đi rồi á Freya mới đi ra ngoài hành lang thì có đi ngang qua cái căn phòng mà ổng nói là phòng làm việc của ổng á mà đang mở cửa Freya mới tò mò đi vô coi các bạn thì đi vô á, thấy ở trên tường có một cái cây giống như là cây kiếm mà cây kiếm ngày xưa rất là cổ rồi ngày xưa có thể là người ta dùng cái kiếm đó để đánh nhau rồi Amba đi một vòng coi á khi mà đi một vòng coi như vậy, anh ba thấy có tấm hình của hai người đang chụp trước một cái hộp, mà đặc biệt đó là cái hộp mà anh ba thấy ở trong giấc mơ của mình cứ thấy đi lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại cái hộp đó, rồi bắt đầu thấy ghê rồi đúng không? Tại sao cái hộp này lại là cái hộp mà nằm trong giấc mơ của mình chứ? Thế bà mới tò mò mới nhìn tiếp, bà coi xung quanh tiếp, thì bà thấy có giấy tờ, rồi đây là cái tấm hình đó mà được mô phỏng lại nè các bạn là cái hộp đúng không là cái hình của một cái hộp rồi sau đó là có cái hai cái người á bị trói tay trói chân bị chặt mất cái đầu nè rồi xung quanh này có nhiều người đứng thì cái hình này giống như là một cái cuộc hiến tế vậy á sau đó amba lại thấy ở bên đây có cái đĩa nhạc ngày xưa á. hai cái đĩa nhạc như vậy nè rồi có cái tai nghe amba mới bỏ cái tai nghe vô nghe lại nghe ở bên trong đó là tiếng tây Ban nghe vừa hay lại là tiếng mẹ đẻ của amba cho nên amba mới hiểu được đại khái nội dung là phải hiến tế phụ nữ trẻ em hoặc là người già thì sau khi mà hiến tế, á, cái người mà thực hiện cuộc hiến tế sẽ được ban cho phúc lành, đại khái là vậy. Có thể đó là một trong những cái cuộc hiến tế của ngày xưa. Sau khi nghe xong thì bỏ bỏ xuống, bà lại đi vòng vòng bắt coi tiếp. Em ba lúc đó là cầm một cái tấm hình lên coi thì đột nhiên có một cái âm thanh nó rít lên giống như là tiếng đĩa nhạc nó va vào nhau đó. Nó, nó 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 chối tay á các bạn khiến cho anh ba giật mình để rớt luôn cái tấm hình nó xuống bể kiến thâm lâm hết bà lật đật bà cầm lên rồi bà cất rồi bà chung ra khỏi cái phòng đó nhưng mà trước khi bà đi ở ngay chỗ cái góc phòng có một người phụ nữ đang đứng ở ngay đó mà cái người phụ nữ là cũng tối thui có hai con mắt sáng rực trong đêm thôi các bạn tự nhiên đứng thù lùa ngay cái cửa nhìn anh ba mà lúc em ba quay đầu nhìn lên á kiểu như là thấy mấp mé ở ngay cái mé mắt á là mình thấy nhưng mà khi mình quay lại mình nhìn thì không thấy ai em ba mới lật đật đứng dậy và bỏ đi ra bên ngoài cái lúc mà bà vô trong cái nhà đó bà dứt bắp cứ sợ là cái ông red ông sẽ vô rồi ông thấy là amba lục đồ của ông rồi ông sẽ nổi điên lên rồi ông sẽ đập amba bởi vì thấy hai cái người đàn ông ở trong cái nhà trọ là bắt thấy nghi nghi bắp thấy kiểu ghê ghê á các bạn mà đã dạy nhà trọ chỉ cho phụ nữ thuê thôi là thấy âm mưu rồi đúng không thấy ghê ghê rồi qua ngày hôm sau amba đi làm với một tâm thế rất là hồ hởi khi mà đến gặp bạn của mình thì sẽ hỏi giấy tờ như thế nào nhưng mà đến thì không thấy bạn mình đi làm các bạn ạ à. Khi mà không thấy cô bạn đó đi làm thì mới phải gọi điện đi kiếm chứ. Bởi vì cô ta đang giữ của mình một số tiền cũng khá lớn mà. Có thể nói là bao nhiêu tiền tài của Amba đưa hết cho bà để làm giấy tờ giả rồi đó. Nhưng gọi điện thì cô ấy không bắt máy. Số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng đừng gọi lại nữa. Đại khái là vậy đó các bạn. Thì rõ ràng là bị lừa rồi. Bắt đầu có cảm giác là mình bị lừa mất hết tiền cũng sợ rồi. Cái Amba mới vội vã đi tới tìm người quản lý để hỏi thông tin về cái cô bạn kia. Kiểu như là nhà ở đâu rồi địa chỉ ở đâu để anh ba tới để đòi tiền nhưng mà cái ông quản lý ông đâu có cho biết mấy cái địa chỉ đó đâu có cho biết mấy cái đó tại vì cái đó là ngoài cái quyền hạn của ổng nếu mà ổng cho biết là ổng sẽ bị phạt được cái thứ rồi am ba năn nỉ ổng Ông không, không cho biết anh ba nói chuyện với ổng một hồi là ổng tức quá ổng đuổi việc am ba luôn các bạn thế là trong một hôm tiền mất việc làm cũng mất niềm tin mất luôn hiện tại đang ở lậu ở một nơi mà bản thân không có gì trong tay hết nói chung là phải nói là thảm tới mức độ mà Nói chung là không có từ nào đi có thể diễn tả là hoàn cảnh của anh ba lúc bấy giờ là còn không có thể nào mà là thảm hơn được nữa không 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 các bạn cho bắp rút lại lời nói không thể nào thảm hơn nha các bạn sau một ngày khủng hoảng anh ba quay trở về phòng trọ với một hy vọng là mình có thể thôi mà kệ đi đi tắm cho sạch sẽ ra đi tắm để thư giãn đầu óc nhưng tới cái lúc đi tắm cũng không được thư giãn đầu óc nữa nha các bạn khi mà anh ba đi tắm thì đang xả cái nước giò sen nó chảy xuống như thế này nè thì đang tắm như vậy đó đột nhiên Anh ba nghe thấy tiếng Tiếng gì đó nó lạ lạ nó phát lên Tại vì nước đó thì nó đang dội xuống Rồi ở dưới thì nước nó chạy theo cái đường ống đó, Nó chạy xuống cái cái rãnh nước Cái cái đó gọi là gì Cái độ mà chạy xuống đó các bạn Cái nước cái chỗ có cái cục mà nước chạy xuống đó Đó cái chỗ đó đó Đột nhiên anh ba nghe thấy có tiếng gì đó nó vọng lên từ ngay cái chỗ đó Thế là amba ba mới tắt cái giò nước đó đi Rồi anh ba mới nghe rõ hơn Thì có một cái tiếng từ ở dưới sâu lắm Ở dưới nó vọng lên Nó kêu là Tôi với, cứ, cứ với là tiếng của một người phụ nữ là gào khóc mà gào lên luôn á khi này anh ba đang đứng mà đang đứng tắm nghe cái tiếng đó anh ba mới ngồi xuống để nghe rõ hơn coi là phải cái tiếng đó hay không mới ngồi xuống chăm chú nghe vậy nè thì khi mà đang nghe như vậy á ở bên đây lúc mà anh ba tắm đó là có một cái tấm màn trong suốt để mà nó giữ không có cho nước bắn ra bên ngoài á tấm màn bằng ni lông á các bạn thì ở bên kia tấm màn có bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài mà nhìn không rõ tại vì nhìn qua một cái tấm màn bị nhòe nước nữa mà có vẻ như gương mặt người này á um, nó rất là khó coi đang đi từ hướng bên kia từ 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 từ, từ tiến lại cái chỗ mà amba đang ngồi nghe ở dưới thì giọng lên cứu tôi giới ở bên đây thì cái người đó từ, từ 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 tiến tới mà các bạn biết là khi mà có một người nào đó tiến gần tới mình thì đột nhiên mình sẽ có một cái giác quan nào đó mình cảm nhận được thì khi đó anh ba mới vội quay ngay đầu qua nhìn như thế này nè. Thì mà quay đầu qua, dỡ cái tấm màn ra luôn. Thì không thấy ai hết. Anh ba mới vội vã bận đồ vô đứng dậy đi ra bên ngoài. Thì khi vừa mở cửa ra đụng phải ông Greg đứng ở ngoài cửa. Ông đi ngang qua. Anh ba đụng phải ổng. Hai người mới hết hồn luôn. Tại vì vô tình đụng phải nhau như vậy mà anh ba đang rất là hoảng nữa. Ông Greg thì hỏi cô đi đâu mà đi vội vàng như vậy. Thì anh ba kiểu xin lỗi thì xin lỗi. Rồi anh ba mới sực nhớ tới cái cô gái mà... À, lúc đầu ở chung với mình á, Freya hay tên gì đó bác quên rồi Thì khi mà em ba hỏi ổng là Cái cô đó đâu rồi ổng mới nói là à, cô chuyển đi rồi Cô chuyển đi được mấy hôm rồi Tại vì hồi nãy á, cái tiếng khóc, cái tiếng kêu cứu á, Là cái tiếng của Freya Mà ổng nói là cô đã chuyển đi lâu rồi Thì có lẽ là mình nghe nhầm hay sao đó không biết Rồi à, em ba mới quay lại phòng nằm ngủ Còn ổng thì đi chỗ khác mà cái nhà trọ nó ghê lắm các bạn nửa đêm đèn nó cứ chớp tắt chớp tắt chớp tắt đã vậy còn thêm tiếng gió nó hú, hú nghe thấy ghê lắm khi mà em ba quay trở lại phòng á thì cũng leo lên giường nằm giống như là mọi khi lấy điện thoại ra coi lại hình ảnh cũ của mình với mẹ à, rồi sau đó đột nhiên có một cái con bướm bướm nó bay vòng 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 mà lúc nó bay vào buổi tối nó ồn lắm các bạn cái cánh nó cứ đập 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 vào nhau á nó bay 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 rồi nó bay gần ngay cái bàn mà ngay chỗ cái giường á thì em ba đang ngồi coi tự nhiên nghe cái tiếng đập cánh cũng bực bội á À, cái con búm búm thì nó cứ tung tăng tung tăng như con búm xuân vậy đó các bạn Thì anh ba đang coi hình mà đang khó chịu trong người nữa là mất tiền mất việc Rồi gặp những cái chuyện khá là kỳ hoặc tự nhiên mọi thứ nó dồn lại cùng một lúc Rồi đột nhiên búp búp vậy nè <laughs> Là anh ba đập cái con búm nó chết nát bấy ở trên cái bàn luôn các bạn Nó đậu lên trên bàn là ba đập cái bụp Con búm không còn xuân nữa Con búm búm không còn gặp được mùa xuân nữa Bị anh ba đập chết rồi các bạn ạ à thì khi mà đập chết con bướm bướm rồi nó nát bét luôn các bạn xong rồi ba quay trở lại ngồi coi điện thoại lại tiếp tục ngồi coi điện thoại thì lại nghe tiếng đập cánh bay đi bay vòng vòng chứ không phải là bay xa nữa các bạn nhìn lại thì thấy con bướm bướm nó một lần nữa ủa cái con bướm bướm hồi nãy mình đập rồi mà tại sao bây giờ nó lại lỡn vỡn bay bay quanh đây hay là con bướm bướm mà bướm bướm mà cũng qua sân bì nữa hả thế là anh ba nhìn thấy con bướm bướm Nó cứ bay 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 rồi kia nhìn qua bên đây đột nhiên thấy mẹ của anh ba đang đứng ngay chỗ cái đầu giường luôn các bạn mà mẹ của anh ba thì đã chết rồi giơ tay ra kêu anh ba lúc này đột nhiên anh ba giật mình tỉnh dậy Ui, nằm mơ các các bạn tức là hồi nãy gặp ông red cũng có đi vô giường chơi điện thoại nghịch điện thoại nằm ngủ quên rồi xong có nằm mơ khi mà này giật mình tỉnh dậy trời ơi nói chung là có nhiều sự việc nó ập vô quá sau khi mất tiền mất niềm tin mất bạn mất luôn công việc thì về đây lại phát hiện ra là cái chỗ mà mình ở nó hơi kỳ nó quá kỳ luôn chứ không phải nó hơi kỳ nữa rồi những cái giấc mơ nó cứ liên tiếp lặp đi lặp lại nó rất là khó chịu nữa cái lúc này anh ba mới ngồi dậy ngay trong cái giường của mình á khi này á tự nhiên cái cửa phòng của anh ba nó mở toang ra khi anh ba giật mình thức dậy cái cửa đó nó đã mở rồi anh ba mới nhìn qua cái hướng đó thì ở đằng trước cái cửa nó có cái đèn ở trên trần các bạn tự nhiên nó bật lên xong nó tắt thì sau khi nó bật lên nó tắt á Là nghe thấy tiếng khóc phát ra Từ ở ngay chỗ cái khúc đó Khóc Nghe tiếng khóc thì đứng dậy đóng cửa đi Nhưng không, bà đứng dậy đi tới chỗ cái cửa Thì đây là cái cửa phòng của anh ba Anh ba đang đứng đây Ở bên đây là cái dãy hành lang Anh ba thấy đứng ở bên đây cái dãy hành lang á Có bóng một cô gái Không phải là bóng nữa Là một cô gái đứng đó luôn Bận nguyên một cái bộ đồ màu, một màu, 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 trắng Giống như là đồ, đồ ngủ màu trắng nha các bạn Đang đứng đó khóc <laughs> bà bà anh ba đây bà đứng mới nhìn các bạn. Bà đứng mới nhìn cái con quỷ đó nó làm gì nó khóc xong nó làm cái gì. Thì cái bên đây cái bà ma này bà khóc xong rồi tự nhiên nghe tiếng chạy bà, 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 bà. nhưng mà nghe tiếng thôi không thấy hình nha các bạn. Phút một cái. Không thấy cô gái đó đâu mà trên sàn nhà thì phát hiện ra những cái dấu chân nước ướt á nó cứ liên tục hiện lên trên sàn nhà giống như là cổ đang chạy băng qua hướng của Amba đứng, chạy vô phòng của Amba luôn. Thì khi mà bắt chạy dù ở bên đây thì bên đây lại có một hồn ma khác hiện lên, ở ngay cửa luôn nha các bạn. Đây là hồn ma của một người phụ nữ lớn tuổi lắm rồi, chừng 60 tuổi cỡ, năm mươi mấy 60 tuổi á, tóc ngắn nè, cũng bận nguyên một bộ đồ, giống như cái đầm màu bột trắng, đồ ngủ màu trắng á. Cái người phụ nữ xuất hiện sau á, bà đứng ngay cửa trong khi cái con cái cô gái ma hồi nãy đã chạy vô trong phòng của Amba rồi. Giống như cái hai hồn ma đang rượt đuổi nhau vào ban đêm và Amba đang đứng coi họ làm gì. Thì khi này Amba đứng ở giữa ngay cái cửa thì bà bà ma bà xuất hiện ngay bên đây thì cô gái ma đã chạy vào phòng của mình rồi thế là cô gái bên này mới mở miệng ra xin là mary ơi tha cho tôi đi tha cho tôi đi đừng làm như vậy tha cho tôi đi thì cái bà đứng ở đây thì có vẻ như là bà tên là mary bà mới nói là tôi phải chuẩn bị cô tôi phải mang cô đi nếu không thì tôi cũng sẽ bị hại chết kiểu vậy đó rồi đột nhiên bà cũng chạy tắm vào bên đây rồi nhìn qua bên đây thì họ cứ thắc ẩn thắc hiện thắc ẩn thắc hiện đồ đạc ở trong phòng á cứ đổ 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 sầm xuống giường sập xuống giống như là có một cái cuộc níu kéo cái cuộc cãi vã và cái cuộc giật lộn ở trong phòng vậy đó hai con ma đánh nhau trời ơi nửa đêm đứng dậy coi ma đánh lộn coi chịu nổi không em ba chỉ đứng nhìn thôi các bạn chứ đâu biết làm gì nữa đâu sau đó thì hai con ma giống như là núm đầu kéo tóc nhau kéo từ trên phòng của em ba bắt đầu nghe tiếng âm 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 bắt đầu đi xuống dưới lầu luôn các bạn là mình nghe thấy rõ tiếng của hai hồn ma này nó đánh nhau tử trên mà nó kéo nhau xuống dưới lầu luôn khi này bà ba bà làm gì? thôi thúc một niềm tin mãnh liệt một sự thôi thúc mãnh liệt để đi xuống coi là hai người đó làm gì hai cái hồn ma đó làm gì đó các bạn thế là bà đi theo bà đi xuống cái tầng hầm ngay chỗ cái tầng hầm cái con ma đó xuất hiện ở trước cái phòng mà được cho là cái phòng cấm không được vào cửa khóa lại á các bạn mà cái ông red ban đầu ông nói là cái cửa đó không được vô phòng cấm rồi cái thứ thấy con ma đang ngồi trước cái cửa đó khóc quá trời luôn rồi cứ gian sinh là tha cho tôi tha, tha cho tôi đi Đột nhiên có một cái cánh tay ma từ trong căn phòng đó thò ra Chụp lấy cái chân của cái cô gái ma đó và kéo ngược vô Giống như là đại hội những con ma đánh nhau gì đó các bạn Bà Amber bây giờ bà sợ, bà hoảng chứ Bà lật được chạy lên phòng gom hết đồ đạc Chả biết cái chuyện gì xảy ra, không biết có chuyện ức ơ gì xảy ra hết Gom đồ, gom đồ chạy đi Hồi bữa tới giờ là mình nằm mơ Nhưng không, hôm nay không phải là nằm mơ Hôm nay là thấy thật mà các bạn Ủa những cái sự việc vừa rồi là Ủa ủa mình cái tỉnh không vậy Thấy thiệt luôn đâu mơ đâu Lật đật dọn đi liền không dám ở lại luôn Cho tiền cũng không dám ở nữa các bạn Thì trong lúc mà dọn đồ á Em ba có gọi điện cho ông bác năn nỉ cái ông bác tới đón em ba đi Giúp giúp cho em ba đón ông, em ba đi Em ba không ở đây được Bởi vì cái, cái, gì đó xảy ra ở đây ghê lắm sợ lắm Thì xui một cái Ông bác lại ông lại nói là ông không có trong thành phố có gì á thì con gọi cảnh sát đi gọi gọi chín một một đi cảnh sát sẽ tới giúp cho con chứ bây giờ bác không có trong thành phố bác trai với bác gái dẫn em của con đi tới thành phố khác để tìm tìm trường đại học rồi hai uh, ba ngày nữa mới về thì khi này em ba mới phải nói thật là con con không có giấy tờ ở đây con là đi lậu qua đây thôi con chỉ nói dối thôi nhưng mà bây giờ chỉ có bé có thể giúp được con thôi không ai giúp được con hết bé làm ơn đi tới tới đây đi rồi em ba đọc địa chỉ nhà rồi cái cái nơi đó đó cái rồi ông bác ông mới nói kiểu như là ông biết là bị lừa nhưng mà ông cũng không có nổi giận gì ổng chỉ nói là thôi thì con con chịu khó lo liệu đi chứ bây giờ bác với con cũng không có thân lắm đâu nhưng mà nhưng mà trước khi bác về thì thì con cứ rắn gắn lo liệu đi khi mà bác về thì bác sẽ tìm con nói chuyện đó vậy đi ha rồi sau đó cúp máy tại bây giờ không có ai giúp cho em ba được hết em ba mới thôi kệ không ai giúp mình thì mình tự giúp mình thôi gom hết đồ đạc chạy xuống khi này em ba mới muốn đi tìm ông red để đòi lại tiền đặt cọc À, ban đầu là đặt cọc trước một tháng rồi mà mới ở được cái hai ba ngày với lại mấy bữa trước á ông red ổng có nói với am ba là ổng sẽ trả lại tiền đặt cọc cho am ba mà mấy bữa rồi mà ổng chưa trả cho nên bây giờ am ba muốn tìm ổng để đòi rồi bỏ cái chỗ đó đi luôn á nhưng mà không thấy ổng đâu hết thế là am ba mới chạy xuống gõ cửa phòng của ông red thì khi mà gõ cửa phòng thì ông anh á là cái ông béc cờ ổng mở cửa mà ông béc cờ họ nhìn ổng dữ lắm kìa khi mà ông béc cờ ổng mở cửa ra thì am ba nói là ông red ổng có hứa là sẽ trả lại tiền đặt cọc trước một tháng cho cổ thì ông bác cỡ ông nói là ông, ông không có giữ tiền ông không biết khi nào gọi ông red đi rồi tính bây giờ mà bây giờ ông red ông đi đâu rồi á cái anh ba mới nói là ở oh, ok ok thôi được rồi tôi sẽ tới tôi lấy sau rồi anh ba mới đi đi ra khỏi cái nhà đó không dám ở nữa các bạn bởi vì thấy ghê quá mà khi mà anh ba đi qua cái nhà trọ khác thì lại không có đủ tiền để mướn cho nên người ta đuổi anh ba đi uhm, thế là không còn chỗ nào để đi luôn các bạn uh, à, anh ba mới đi lên một cái tàu điện ngầm tại vì cái vé tàu điện ngầm thì nó cũng không quá mắc với lại khi mà cái xe nó cứ chạy chạy như vậy á, mình không xuống thì mình cứ ngồi trên xe thôi. Các bạn biết sao? Bởi vì hiện tại đang là mùa đông. Nó lạnh lắm. Mà ở bên ngoài nó rất là lạnh cho nên em ba cứ ngồi lên trên đó chả biết đi đâu nữa. Cứ để cho cuộc đời, cứ đưa mình đi đâu thì đi. Cứ trôi trong vô định vậy đó các bạn. Khi đang ngồi trên tàu điện ngầm thì cũng có nhiều người ngồi trên đó giống em ba lắm. Đột nhiên tàu điện ngầm bị cúp điện. Rồi ở trong nó tắt điện xong nó mở lên lại. Khi mà nó tắt điện nó mở lên lại thì lại không có thấy ai ở trong đó hết có một mình anh bà ở đó thôi rồi nó tắt điện nó lại mở lên lại khi mà nó mở lên lại á ở ngay cái góc bên đây em ba ngồi đây cái góc bên đây thấy mẹ của em ba đang ngồi ở đó nhìn em ba nha các bạn đang nhìn qua hướng của em ba rồi sau đó lại nghe cái tiếng động gì đó ghê lắm phát ra khi mà nhìn qua cái hướng âm thanh phát ra thì thấy có một cái hộp nó nằm trên in ở đó ở trong cái hộp đó có cái bàn tay thò ra nắm cái nắp hộp đẩy qua một bên sau khi nắm cái nắp hộp đẩy qua một bên á bắt đầu có hai bàn tay rất là to thô kệt cồng kềnh không phải là bàn tay của con người bởi vì nó rất là to và rất là thô da của nó sừng sùi kỳ lắm tuy không phải là tay của con người nhưng mà hai cái bàn tay đó lại có hình dạng của hai bàn tay con người à, nó xám đen có thể nói là xám đen thui rồi các bạn rất là to thò ra khi mà nó thò ra đây thì đột nhiên thấy có cái miệng nó đang hả ra một cái hết hồn chưa các bạn xin lỗi nó làm cho các bạn hết hồn bác sẽ giảm âm lượng bác sẽ giảm âm lượng cái khúc vỗ tay hồi nãy hết hồn má ơi khi cái miệng đó xuất hiện thì amba giật mình thức dậy bé nằm mơ tiếp các bạn cả cuộc đời của amba như một giấc mơ và amba thường hay nằm mơ thì khi mà giật mình thức dậy thì nhìn xung quanh lúc đó ba đang ở trong một cái quán quán ăn nhỏ thôi các bạn thì có thể là mệt quá nằm ngủ xong mà nằm mơ thấy mình đi lên cái tàu điện ngầm đó thôi chứ từ nãy tới giờ amba nào có leo lên cái tàu điện ngầm nào đâu chỉ là ngồi trong cái nhà hàng nhỏ đó thôi các bạn nghe à. thì khi đó amba mới gọi điện cho red red mới chạy tới ngay chỗ cái nhà hàng nói chuyện với amba amba mới nói là ờ ông hứa ông trả lại tiền cho tôi mà tiền đặt cọc trước một tháng á à, tôi ở được mấy ngày thì ông cứ lấy tiền ở mấy ngày đi trả lại còn nhiêu trả lại cho tôi ông mới nói là ông đâu có đem tiền mặt theo đâu à, tiền ổng đang để ở trong phòng của anh ba để ở chỗ cái nhà trọ bây giờ anh ba muốn lấy thì quay trở về đó lấy không lấy thì thôi kiểu vậy thì bây giờ bắt buộc anh ba phải về đó lấy trong người không có tiền cũng không có việc làm mặc dù biết cái chỗ đó nó rất là ghê nhưng mà mình cũng phải quay về lấy thôi thế là ông red ông chở anh ba quay trở lại cái nhà trọ nghe mùi hả các bạn ha hai người đàn ông mở cái nhà trọ âm u u ám tiền nhà trọ cực kỳ rẻ và đặc biệt nhà trọ chỉ cho phụ nữ thuê Thêm vào đó là những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ nhập cư bất hợp pháp. Coi tới đây thì bác nghĩ hai người này là những cái tên biến thái, giết người hàng loạt hay là bắt cóc phụ nữ tra tấn giả man á các bạn. Tại vì những cái âm thanh la hét khi mà Amba nghe thấy trong đêm, rồi những cái sự mất tích của những người đã từng ở trong đó nữa. Giống như là Freya cô gái đến trước đó tự nhiên biến mất một cách rất là lạ lùng thêm vào đó là những hùng ma vật vờ vất vượng ở trong cái nhà trọ đó nữa khiến cho bắp nghĩ có thể một trong hai người hoặc là cả hai người đều là những cái tên biến thái bắt cóc phụ nữ bây giờ không biết số phận của amba sẽ trôi nổi về đâu nhưng mà amba đã quyết định cùng với red quay trở lại cái nhà trọ đó giống như là đã ký tên vào bản án tử của mình rồi nói chung là cái quá trình mà đọc truyện thì bây giờ mình cũng học được một số từ ngữ <laughs> hơi văn á hai các bạn rồi quay trở lại câu chuyện khi mà anh ba quay trở về á đi ngang qua cái nhà bếp thì có gặp hai cái cô gái hôm bữa cùng ở phòng trọ với lại Amba hai cô gái kia cũng chào hỏi nói với anh ba là hãy lỡ lại uống rượu với họ nhưng mà anh ba nói là tôi tới tôi lấy đồ xong tôi đi tôi đi ngay anh ba chạy một mạch lên trên phòng lục hết nguyên một cái căn phòng luôn không tìm ra tiền các bạn sau một hồi ông red ông đi lên à, ông mới cầm theo chai rượu ông kêu là Amba uống đi cái anh ba không uống anh ba nói là tôi muốn lấy tiền rồi tôi đi thôi tôi uống rượu gì hết giống như là ông muốn ép anh ba uống rượu nhưng mà anh ba không uống anh ba cứ một mực muốn lấy tiền cái xong rồi có vẻ như không đòi được tiền anh ba nói bây giờ cho tôi rời khỏi đây tôi cho tôi rời khỏi đây nhưng mà làm gì mà rời khỏi được bây giờ mới bắt đầu trở mặt lực mặt hơn là lực bánh trái nè các bạn cái ông red á ông mới nói là tôi đã muốn giúp cô rồi tại cô đòi tiền tại cô đòi cái số tiền đó tại cô gõ cửa anh tôi đòi số tiền đó chứ tôi đã muốn giúp cô rồi ông nói vậy Xong rồi đột nhiên từ cửa xuất hiện cái ông Becker là ông anh của ông Red. Ông bước vô rồi ông dùng vũ lực, dùng cái sức mạnh của ông để đè Amba xuống và chế rượu vào trong miệng của Amba. Rồi sau đó hai người đi ra khóa cửa, khóa trái cửa phòng lại, nhốt Amba lại trong phòng. Hình như là không có khóa cửa các bạn, chỉ có đóng cửa thôi chứ không có khóa cửa. Đóng cửa nhưng mà nói chung là vô đó là không có thoát nổi rồi, khóa cửa hay không khóa cửa không thành vấn đề, cũng không, không có chạy thoát khỏi cái nơi đó đâu. Thế là hai người kia rời đi. Tới nửa đêm anh ba nghe tiếng gõ cửa Anh ba mới đi ra mở cửa thì thấy hai cái cô gái kia Hai cô gái cùng ở trọ với mình Xin vô chung Hai cô gái đó mới nói là họ cảm thấy Ông Red và ông Becker ghê lắm Vì vậy sao á Mà bây giờ bỏ trốn thì cũng bỏ đi cũng không đi được Tại có người canh giữ ở dưới Và tốt nhất là ba người họ nên ở cùng với nhau Thế là ok Anh ba cho hai người kia ở lại Rồi tối ba người nói chuyện với nhau Thì mới phát hiện ra Hai cô gái kia cũng nằm mơ Mỗi người thì sẽ thấy một cái ký ức khác nhau Nhưng mà trong tất cả ký ức của họ đều thấy cái hộp Đều có sự xuất hiện của cái hộp kỳ lạ kia Cả ba người bọn họ hiện tại hoang mang không biết phải làm sao cả Chỉ có thể dựa vào nhau lúc đó mà thôi Amba lúc này bất lực ngồi ở dưới sàn nhà tự lưng vào tường Hai cô gái kia thì ngồi ở trên giường Một người thì ngồi, một người thì nằm trên đùi của cô gái còn lại Rồi cái cô ngồi, á cô mới ngồi cô hát, của ru Giống như là ru cái cô đang nằm trên đùi của mình á Đột nhiên Amba mới nhìn sang cái hướng ở bên đây á cái giường nằm đây nha các bạn nhìn qua hướng bên đây thì thấy chú cha mẹ vợ ơi hơn một chục người toàn là phụ nữ lớn nhỏ gì cũng có hết á và dạ, trẻ lớn bé cũng có hết mà phụ nữ không nha đứng một dãy ở đây nè các bạn những cái con người với những cái đôi mắt sáng rực trong đêm tối với một gương mặt bơ phờ quần áo thì nhuộm đầy vết bẩn thêm phần máu me nữa đứng và nhìn vào ngay chỗ cái giường thì cái này anh ba mới vội nhìn lại kiểu cái giường thì nhìn qua cái giường không thấy ai hết trơn nhìn ngược lại thì thấy quá trời hùng ma đang đứng rồi đột nhiên đung một cái amba bây giờ mình tỉnh dậy lại là một giấc mơ đó các bạn nói nói chung là cuộc đời của bạn như một giấc mơ vậy đó nhưng mà khi ba tỉnh dậy á lúc này ở hiện thực đang rất là hoảng red và Becker đã xông vào để mà bắt hai cô gái kia đi khi này amba cũng chạy ra để mà cản trở họ lại để giúp cho hai cô gái kia nhưng mà làm sao mà giúp được ba cô gái yếu đuối thêm hai ông đàn ông lực lượng khỏe mạnh nữa làm sao mà vực lại hai cái ông đó không những không vật lại mà còn bị ống vật ngược lại khiến cho amba té vật ngược xuống dưới đất sau khi hai cái ông đó khiêng hai cô gái ra bên ngoài đóng sầm cửa và nhốt amba lại bây giờ là khoát trái cửa nhốt amba lại trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở dưới cái lúc này ông béc cờ mới kêu ông red là xuống mở cửa đi xuống mà coi đi như thế nào xuống mở cửa Thế ông red ổng mới chạy xuống ông mở cửa ở trên đây thì amba đập cửa muốn đi ra nhưng mà không có ra được thế là chạy lại ngay chỗ cái cửa sổ nhìn xuống thì thấy cái người mà gõ cửa là ông bác Ông bác của Amba Trong khi ở dưới Ông bác ông gõ cửa, ông gặp Red Red khi này mở cái cửa he hé thôi Để mà nói chuyện với cái ông kia Thì ông bác ông mới hỏi là ờ, Có cái người tên là Amba rồi gì gì đó ở đây hay không Cái ông Red ông nói xạo các bạn Ông nói là không Làm gì có người tên ở đó ở đây, không có cái ông bác ông mới suy nghĩ ông mới nói là ờ con bé nó không có giấy tờ ở đây con bé nó 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 không có ở đây hợp pháp cho nên có thể là nó sẽ sử dụng cái tên khác á à, cho nên anh có thấy cái cô gái nào mà cỡ như vậy ở đây không cho tôi biết đi cái ông red ông nói không 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 có ai ở đây hết á ở phòng trọ này không có ai hết không có ai ở đây đó ngay cái lúc này thì bắp không biết nói như thế nào nhưng mà bắp thấy xui trong bác là ông thấy cái áo khoác của am ba rơi dưới đất mà cái áo khoác đó là cái áo khoác vợ của ổng cho am ba cho nên ổng nhìn một phát là ổng biết là áo của vợ ổng Ông nhìn cái áo là ông biết là Amba ở chổng mà hôm bữa Amba có gọi điện nói với ông là tới đây rước Amba đi rồi nói ở đây nguy hiểm thì có thể là bị bắt cóc hay là bị cái gì đó cho nên ông rất là lo cho Amba. Thì khi này thực sự bố cảm thấy là mặc dù là không thân thiết họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới nhưng mà ông đã rất là đối xử rất là tận tình với Amba luôn rồi rất là thương Amba rồi ông bác ông đã thấy được cái áo khoác rồi ông còn nghe tiếng am ba la lên nữa các bạn tại vì ở trên lầu bà nhìn qua các ô cửa sổ bà thấy ông bác đứng dưới bà đập cửa bà kêu bà kêu tên ông bác rồi bà kêu cứu con giới cứu con giới tại sao không gọi cảnh sát đi mà cứ phải bóc kêu chạy đi đừng có chung với đó làm gì chung chung với đó là chỉ có chết thôi làm sao mà sống nổi tại vì ông bác ông cũng lớn tuổi rồi nhưng không các bạn khi mà ông bác ông nghe tiếng am ba la lên như vậy rồi biết am bà chỏng lật đực xong vô coi coi là cháu mình như thế nào Ai, xong bất lực, bất lực thật sự các bạn à Những cái trường hợp này mình phải đi gọi cảnh sát liền Chứ bây giờ xong vô là chỉ có chích chùm thôi Nhưng không Ông bác không nghĩ như vậy Ông bác vội vã chạy lên Ở trong phòng, A Ba nghe thấy có tiếng bước chân chạy bịch 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 Tới đứng trước cửa của amba Rồi sau đó nghe tiếng bập Tiếng người bị đập đó các bạn Bập 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 mà Tiếng mà Một người nào đó bị đánh rất là khủng khiếp Rồi sau đó nghe tiếng xương gãy rồi máu bắt đầu nó chảy trước cửa phòng của em ba đó nó chảy nó lan 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 vô trong phòng của em ba luôn rồi có cái răng nó rớt nó dăng vô luôn hiểu rồi hiểu luôn mặc dù mình không thấy chuyện gì xảy ra ở trước mình chỉ nghe những cái âm thanh đó nhưng mình cũng đoán được chuyện gì xảy ra với ông bác đáng thương của em ba và nói bác cảm thấy là ông bác ông tội 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 lắm luôn á các bạn ban đầu ông xuất hiện ông rất là hiền luôn á ông rất là tốt với em ba bây giờ tự nhiên bị con cháu nó hại không phải nó hại, không phải nó trực tiếp nó hại nhưng mà bị nó liên lụy đó, kiểu như là liên lụy như vậy. Mình kiểu mình vừa thấy tội, mình vừa thấy tức sao ấy. Nói chung là chuyện gì đến cũng đã đến rồi, ông bác bây giờ có lẽ là đã chết rồi. Chứ còn sống gì nổi, cái ông bác cờ, ông to con, ông bự lắm các bạn. Ông đập ông bác một phát thôi là đã chịu không nổi rồi, đằng này là đánh như là cái bao tải gì đó. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Cuối cùng thì amba ba cũng bị trói tay, trói chân lại và đưa đến một căn phòng ở trong căn phòng đó thì có hai cái cô gái ngày hôm bữa ở chung với amba cái ông béc cờ ổng vô ổng lôi một cô gái đi trước ổng mang xuống dưới dụ cái tầng hầm không biết là làm gì nha chỉ nghe thấy tiếng la hét tiếng kêu cứu thôi trong khi ông béc cờ ổng đi á ổng kêu red ở lại chuẩn bị hai người còn lại đi khi ông béc cờ ổng khiêng một cô gái đi rồi thì còn lại một cô gái đang nằm ở trên giường cũng bị trói tay trói chân amba cũng bị trói tay trói chân và ngồi tựa lưng vào thành giường ông red ổng mới đi tới ổng lấy những cái bột màu xanh lá cây á các bạn giống như mấy cái bột mà amba đã phát hiện ra ở trước cửa phòng của mình nè rồi trước cửa phòng của fraser rồi xuất hiện thỉnh thoảng ở bên trong cái căn hộ đó đó ông lấy mấy cái bột đó Ông trét vô chân vô tay vô cổ của amba thì bây giờ là amba thế nào cũng sẽ phải chết thôi cho nên hai người ngồi nói chuyện với nhau <laughs> amba van xin rồi nói là tại sao lại làm như vậy tại sao lại tiếp tay để làm như vậy bởi vì có vẻ như là ông Red không phải là người bày đầu mà người chủ mưu cầm đầu cũng như là thâu tóm tất cả mọi thứ là Becker là anh của ông thì ông Red á ông mới kể tại vì bây giờ rảnh quá làm gì ông kia cũng đang đợi ông kia tới mà thứ nhất là bây giờ rảnh quá không có gì làm thứ nhì nữa là thôi đằng nào nó cũng sẽ chết cho nên cho nó biết cũng không sao kiểu vậy cho nên ông Red ông mới ngồi ông kể ông mới nói là cha của ông là một nhà khảo cổ học ngày xưa đi qua Tây Ban Nha và khảo cổ ra một cái hộp rất là kỳ lạ và từ khi đem cái hộp đó về là nhà cũng thay đổi luôn à, Bắt đầu có rất là nhiều phụ nữ đã chết Bởi vì cha của ông và mẹ của ông bắt Bắt mấy cái người phụ nữ đó về Và sau đó là làm gì á Rồi khiến cho mấy người phụ nữ đó chết Cái ông Arthur, cha của ông giống như là bị điên vậy á Sau khi mà giết chóc quá nhiều người rồi Thì cuối cùng á, ông giết luôn bà mẹ Lúc này anh mới nói là Cái người mẹ có phải tên là Mary không? Cái ông Red ông mới nói là Ừ, um, cái hồn ma mà anh ba đã gặp đó các bạn Rồi Red mới kể tiếp là Sau đó Red và Becker mới nhận ra Cha của mình chính là ác quỷ Cho nên họ đã thay trời hành đạo Để giết cha của mình Sau khi giết xong cha của mình rồi á Thì họ tính bỏ đi Nhưng mà Red nói là Becker Muốn ở lại sửa sang lại cái nơi đó Rồi Red lại thấy Becker càng ngày càng ở gần cái cái hộp đó hơn và dành nhiều thời gian cho cái hộp đó hơn. Và Becker cũng bị bệnh, bị một cái bệnh gì đó không biết. Nhưng mà Becker nói với Red là cái hộp đó giúp cho căn bệnh của Becker thuyên giảm. Và Becker muốn Red phải giúp anh ta. Đối với Red, á Becker là một người anh trai, ngày xưa đã chăm sóc cho mình, đã rất là tốt với mình. Thì bây giờ đến lúc mình chăm sóc lại cho anh trai của mình, khi mà anh trai của mình cần, dù là bất cứ thứ gì đi nữa, thì Red cũng sẽ giúp đỡ cho anh trai của mình và đó cũng chính là lúc bắt đầu tất cả những cái tội lỗi của họ họ thành lập cái nhà trọ đó họ chỉ nhận phụ nữ vào ở thôi bởi vì phụ nữ là những cái người yếu đuối phụ nữ người già và trẻ em là những người yếu đuối không chống lại họ thêm một cái nữa là chỉ có những người nhập cư bất hợp pháp không có giấy tờ giống như là họ đã hành nghề quá lâu rồi cho nên họ nhìn qua cái cách nói chuyện và cũng như là giấy tờ hoặc là hỏi qua một số câu là họ sẽ biết đó là những cái người nhập cư bất hợp pháp thì họ sẽ nhằm vào những cái đối tượng như vậy nguyên nhân là tại sao đó là những người nhập cư bất hợp pháp họ không có giấy tờ tùy thân họ không có người thân nữa vì vậy nếu như mà họ có mất tích cũng sẽ không có ai tìm họ và cũng không ai biết là họ mất tích giống như nếu mà họ chết là họ biến mất khỏi thế gian này không có bất cứ một ai sẽ tìm đến họ và điều tra tại sao họ chết và cái việc đó rất là dễ để cho hai anh em này thực hiện những cái mưu đồ xấu xa của mình mà hiện tại chúng ta vẫn chưa biết cái mưu đồ xấu xa của họ là là như thế nào? Tại sao lại giết những cái người phụ nữ như vậy? thì cái ông Red ông lại kể tiếp. ông nói là sau khi cha của Red chết rồi á, thì Red muốn đi đi chỗ khác ở nhưng Becker không muốn. Becker lại muốn tiếp tục nối theo cái nghề của cha mình đó các bạn. là là bắt đầu bắt phụ nữ. Red nói là cái việc làm này á khiến cho Becker tốt hơn. Becker nói là Becker khỏe hơn. mỗi lần mà có một người phụ nữ hy sinh như vậy là Becker khỏe hơn. thì trong cái giai đoạn nói chuyện này mình biết là Becker đã bắt những cái người phụ nữ và làm điều gì đó và có liên quan tới cái hộp đó, sau khi mà có thể là hiến tế, tại vì uh, có một lần đã có đề cập tới vấn đề hiến tế. Nhưng mà hiến tế như thế nào thì chúng ta không rõ và cái cách hoạt động nó như thế nào cũng không rõ. Chỉ biết là sau khi một lần hiến tế như vậy thì Becker khỏe hơn, rồi Red mới nói là nguyên nhân mà Red vẫn tiếp tục giúp Becker cho đến hiện tại là bởi vì Becker là anh của anh ta. Và Becker nói là chỉ cần thêm mấy lần nữa thôi là sự việc này sẽ chấm dứt, là Becker sẽ khỏe hoàn toàn luôn. Chúng ta sẽ không có cần phải giết người, không có cần phải bắt cóc người nữa. Thì vì vậy cho nên Red đang cố gắng thực hiện nốt những cái lần còn lại như vậy. Sau khi đã biết xong tất cả mọi chuyện, dĩ nhiên Amber sẽ dùng ánh mắt thương hại để mà năn nỉ kêu là Red anh. Anh không phải là ác quỷ, ác quỷ chính là anh của anh, là Becker bây giờ anh thả tôi ra đi. Đây là giai đoạn sử dụng chiến thuật tâm lý, nhưng không, trời ơi, cái người hành nghề có nhiều kinh nghiệm như vậy dễ gì bị một cái ánh mắt như vậy đánh lừa. Cuối cùng thì Becker cũng quay trở lại và sau đó lấy một cái giống như là cái vôi á các bạn trét lên đầu của Amba. Xong rồi lấy giống như là vết máu, trét lên, lên trên đây nữa, trét ngang qua đây màu trắng xong rồi lấy cái ba cái ngón tay quệt cái màu đỏ hình như là máu hay gì chả biết nữa. Quệt lên trên trán của Amba, sau đó là lôi cô ta đi trong khi tay và chân thì bị xích lại. Lúc này thì chúng ta mới biết được Becker đã làm gì với tất cả những người nạn nhân. Trong khi Becker khinh Amba lên trên vai và đưa đi một cách nhẹ nhàng y như là người bình thường của mình khiêng một con mèo vậy đó các bạn. Trong quá trình bị khiêng đi, Amba bị sóc ngược xuống. Amba thấy được trong tất cả mọi ngóc ngách ở trong cái phòng trọ đó đều có bóng ma đứng ở đó. Đứng dày đặc hết các bạn và nhìn theo hướng mà Becker đưa Amba đi. Có thể trước đó những cái hồn ma đó đã cố gắng hù dọa để cho Amba chạy đi ra khỏi chỗ đó đi. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh, bởi vì tiền cho nên Amba không còn chỗ nào để đi, đành phải nán lại nơi đó và rốt cuộc lại không thoát khỏi lưỡi hái tử thần ở nơi đó. Sau khi Amba được Becker đưa vào trong cái tầng hầm, thì ở ngay đây có một cái chỗ, cái, cái cái giường đá để nằm. Ở đây có cái giường đá đúng không? Ông mới đặt Amber lên cái giường đá ở đây. Ở bên đây là cái hộp. Cái việc mà ông làm là chỉ đặt Amber lên, cột chân chột tay lại để cho nằm lên trên cái giường đá đó rồi ông rời đi thôi. Khác xa hoàn toàn so với những gì mà bắp tưởng tượng ban đầu. À, bởi vì bắp nghĩ ổng là hung thủ ổng sẽ làm cái gì đó ghê gớm lắm với những người nạn nhân nhưng thực ra ổng chỉ là người bắt những cái người nạn nhân đó lại thôi và sau đó trói chân trói tay và cột lại ở đó rồi ổng đi ra bên ngoài phần còn lại là để cho cái hộp đá kia làm chứ ổng không có làm thì cái hộp đá đang ở đây đúng không sau khi mà ổng rời đi rồi am bà bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê rơi vào trong cái giấc mơ giống như là mọi khi am bà hay mơ là mơ thấy mình đang nói chuyện với mẹ của mình mẹ của amba đang ngồi trên giường bệnh và hai mẹ con nói chuyện với nhau vẫn là cái đoạn hội thoại giống như là mọi khi thôi giống như là amba bị thôi miên để rơi vào trong cái giấc mơ đó để gặp lại cái người thân nhất của mình và mẹ của amba cứ luôn miệng nói là con có tình nguyện ở đây với mẹ không hãy ở đây mãi mãi với mẹ nhé trong khi ở ngoài đây cái hộp đá này nè từ từ có một cái bàn tay thò ra giở cái nắp ra rồi ở trong có nguyên một cái bàn tay to giống như, như bắp kể với các bạn á Là nó thò ra bên ngoài Và bây giờ là lúc chúng ta thấy được boss trùm cuối này các bạn Hai bàn tay sau khi thò ra thì giống như là ở bên trong có cái đầu nó thò ra như thế này nha Nhưng mà ở đây không phải là cái đầu người mà mà cái tạo hình nó khá là ngộ khi mà có một cái đầu xong rồi có hai bàn tay che như thế này là có một cái bàn tay nó đã thò ra trước rồi rồi có thêm cái đầu rồi có hai cái bàn tay chen như thế này nữa là nó có bốn cái tay lẫn các bạn rồi nó từ từ nó trường ra đằng trước để nó đẩy cái đầu nó đi ra nó đẩy cái mình đó khi mà nó ra hẳn rồi á thì mới thấy được cái bộ dạng của nó mà bắp không biết là tải như thế nào thôi thì bây giờ bác sẽ để hình cho các bạn coi luôn nó cũng nói chung là nhìn nó khá là hay ho đó chứ nó cũng không có đáng sợ nhưng mà nó như nó ngộ nhất nó ngộ lắm nó có bốn cái bàn tay trong đó hai cái là dùng để làm tay và hai cái là dùng để làm chân là nó có cái đầu người uh, giống như là giống như là một cái người phụ nữ nhưng mà cũng không hẳn là người phụ nữ rồi ở giữa hai cái bàn tay ở dưới mà làm chân á thì nó lại có một cái miệng ở dưới có răng cái miệng này có răng đầy đủ nha các bạn để ăn khi mà nó ăn con mồi thì nó sẽ chống hai cái tay qua hai bên thì nhìn cái tướng nó đứng nó ăn người nó cũng hơi mất nết đó tại vì nó mà mình tưởng tượng là <laughs> là nó là hai cái bàn tay là hai cái bàn chân thì cái tướng đứng để ăn của nó như thế này cũng khá là mất nết đó các bạn là các bạn nhìn thấy cái hình nè Amba đang nằm ở dưới rồi nó đang trồm xuống nó giơ hai cái tay ra để nó bẻ cái cổ lên đưa lên trên cái miệng rồi cái miệng nó sẽ cắn bụp cái đầu để mà lôi đi để mà ăn cái cách ăn con mồi của nó là như vậy trong cái quá trình mà cái con quỷ nó cà lết cà lết từ trong cái hộp nó lết ra bên ngoài đó các bạn mà vẫn không biết nó là cái con quỷ gì chỉ biết là cái quá trình đó diễn ra song song với việc Amba nằm mộng thấy mình nói chuyện với mẹ của mình rồi giống như là con quỷ đó trong giấc mộng của amba hóa thân thành người mẹ của amba để mê hoặc amba để khiến cho amba tự nguyện ở lại đó khi mà amba chấp nhận tự nguyện ở lại với người mẹ trong giấc mộng thì cũng là lúc cái đầu của amba bị giật lìa ra có thể đây là một hình thức hoạt động của cái con quỷ này khi mà nó tạo ra những cái ảo ảnh về những người thân yêu nhất của nạn nhân để cho nạn nhân đồng ý chấp nhận ở lại thì khi đó là lúc nó có thể ăn cái đầu của cái nạn nhân đó nhưng xui cho con quỷ này người thân duy nhất của amba là mẹ của amba nhưng đồng thời đối với amba người này cũng có thể được coi là một cái gánh nặng lớn nhất đối với amba bởi vì trong một lần đối thoại giữa amba và người bạn lừa đảo của mình cho thấy được khi mà mẹ của cô ấy mất đi. Có thể là cô ấy đau lòng. Thật sự là có đau lòng. Nhưng một phần nào đó cũng có một cái sự nhẹ nhõm. Khi mà bây giờ Amba đã có thể thật sự khám phá thế giới của riêng mình. Mà không bị bất cứ cái rào cản nào cản lại. Bởi vì những cái gánh nặng đó. Có thể là tương lai còn nhiều khó khăn. Nhưng mà cái gánh nặng nhất của Amba là người mẹ bị bệnh của mình. Là cô ấy không làm được bất cứ thứ gì ngoại trừ chăm sóc cho mẹ của mình thôi. Thì... Thì cái đó là cái xui của con quỷ. Nguyên nhân bắp nói là bởi vì sao? Bởi vì khi mà một người đắm chìm vào trong một cái hạnh phúc thật sự của họ thì họ sẽ không nỡ dứt ra. Nhưng mà đối với lúc này thì Amba có thể nhận rõ được, nhận thức rõ được là cái người trước mặt của mình á là mẹ của mình nhưng cũng có thể nói đồng thời là một cái gì đó đè nặng lên trên cuộc sống của mình á. Và sau đó là cái người mẹ đó đưa cái tay lên trên cổ của anh ba và kêu là con hãy ở lại đây với mẹ, con hãy ở lại đây với mẹ. trời có cái người thân yêu nào mà đưa cái cổ lên bóp cổ sau kêu con hãy ở lại đây với mẹ không? thì dĩ nhiên là anh ba mới nhận thức ra được là không 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 đây không phải là sự thật, đây là ảo ảnh thôi. đây là một trong những giấc mơ mà mình đã từng mơ rất nhiều lần rồi, mình đã được training từ trước rồi, mình đã được huấn luyện từ trước rồi, cho nên bây giờ mình không thể nào bị mất lương một lần nữa. vì vậy cho nên anh ba đã đẩy cái người mẹ giả đó xuống và lấy cái gối chèn lên để đè chết ngợp cái người đó, cái người ở trong mơ. Thì sau khi cái người mẹ giả mạo đó chết đi Cũng là lúc cái con quỷ ở bên ngoài Nó chui ngược vào trong cái 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 cái, cái, hộp của nó các bạn Cũng có rất là nhiều sự tranh cãi ở trong cái kết Nhưng mà có thể nói là Amba đã chiến thắng được cái con quỷ đó Thông qua cách đánh tinh thần sau khi con quỷ đó chui vào bên trong rồi Amba mới giật mình tỉnh dậy và thoát thân ra khỏi chỗ đó được sau khi thoát được đó thì Amba thấy ở xung quanh có rất là nhiều xác mà không có đầu là tất cả đều đã bị nó ăn rồi Amba mới chạy lại chỗ cái hộp đó và mở ra coi là thực sự trong đó là cái quỷ gì thì khi mà mở ra những gì mà Amba thấy chỉ là một cái bộ xương nhưng mà cái bộ xương đó là bộ xương nhỏ xí ở các bạn giống như là xương của em bé vậy đó rồi Amba đóng cái đó lại thì có thể bình thường khi mà hiến tế thì con quỷ đó nó sẽ hiện lên nhưng mà nếu như mà mở ra coi thì chỉ thấy như vậy thôi thì có thể là vào năm 1963 khi họ khai quật ra cái hộp đó thì đó là những gì họ thấy một cái hộp và ở bên trong đó có một bộ xương nhỏ của trẻ em. Sau đó thì Amba mới đứng dậy và đi ra bên ngoài. Bây giờ là chín Trong đầu bắp nghĩ là trời bây giờ thì trốn được thì bỏ chạy đi nhưng không. Bởi vì bên ngoài á, còn thêm một cô gái nữa mà các bạn. Hai cô gái được ở chung với Amba đó thì một cô bị bắt đi chết rồi nhưng mà còn một cô ở lại nữa. Hai người đàn ông ở bên ngoài là Becker và Red đang cố gắng uh, để mà đưa cái cô gái còn lại vào bên trong đây để hiến tế. Đang ở bên ngoài chét bột lên người của cô gái này giống như là lăn bột chuẩn bị đem đi chiên vậy đó là đang chuẩn bị. Trong khi đó, Amba đi tới cái phòng làm việc, cái phòng mà có nhiều đồ cổ ấy các bạn. Lấy một cái con dao, nó giống như là cái kiếm ngày xưa, kiếm cổ á. Rồi mang ra bên ngoài đánh nhau với hai người kia để mà cứu cái cô gái còn lại. Nói chung là ở khúc cuối có những cái pha hành động mà mình cứ kiểu như trời ơi tại sao lại làm như vậy, một cô gái làm sao đến nổi hai cái người đàn ông to cao lực lưỡng. Mặc dù là có vũ khí nhưng một cô gái vẫn rất yếu đuối để có thể chống trả hai người đàn ông. Nhưng đối với Amba bây giờ kiểu như là tức cái lồng ngực ấy, các bạn, phải trả thù, phải trả thù cho bác của mình, tại vì thấy xác của bác mình nằm chết ở trước cửa mà các bạn. Không những trả thù cho bác của mình mà còn phải trả thù cho mình nữa cho nên quay trở lại. Chiến đấu với hai cái người này. Yeah, sau khi chiến đấu đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại thì cái cô gái kia cũng có phụ giúp phụ giúp một hồi thế nào đấy lại bị ông Becker đẩy cái cô gái kia té xuống dưới lầu chết tươi Becker đánh với Amba trong khi Red đã bị Amba đánh cho ngất xỉu cái cô gái kia chết rồi Amba thì bị Becker đánh cho bị xoáy cổ chân luôn các bạn cái chân nó bị trật qua một bên luôn khi mà Becker đưa tay lên và định bóp cổ chết Amba thì May là lúc đó trên tay của Amba có một cái miếng thủy tinh gạt một phát, đứt cổ của ông Becker, ông Becker chết tươi tại chỗ. Bây giờ thì chết hết rồi, trong đó chết hết sạch, không còn ai hết, chỉ có Amba với, với Red. Mà bây giờ Red thì bất tỉnh, Amba mới trói Red lại giống như cách mà họ đã từng làm với những cô gái đáng thương. Sau đó thì Amba mới đưa Red vào bên trong cái phòng tế đó rồi để cho nằm trên cái giường đá đó sau đó đóng cửa trong lúc red gào thét là hay thả tôi ra thả tôi ra cứu tôi với chó dừa mày làm cái gì với những người khác thì bây giờ mày sẽ bị chịu cái cảnh y chang như vậy thì cái, ông bác cờ ông chết rồi ông không chết rồi đưa ông vô trong đó luôn trời ơi coi mày tức cái lồng ngực thì dĩ nhiên những gì đã từng xảy ra với những người khác cũng xảy ra với cái ông red Ông bị cái con quái vật ở bên trong chui ra ăn cái đầu rồi chết trong khi ở ngoài đây Tất cả mọi người đều chết sạch sẽ hết Còn có một mình Amba Amba từng bước từng bước đi Đi ra bên ngoài tính thoát khỏi cái căn phòng trọ đó Để có thể bắt đầu một cuộc sống mới Nhưng mà đang đi á Thì đột nhiên Cái chân của Amba Cái chân mà bị trật á Các bạn nó bị quẹo qua một bên luôn như thế này Giống như cái chân như thế này mà nó bị trật như thế này nha Thì đang đi cà thọt cà thọt cà thọt ra bên ngoài á ngay cái lúc mà ông Red bị cái con quái vật đó ăn á Xong rồi con quái vật đó chui ngược lại vào trong cái hộp á Thì cái chân của Amba nó liền lại các bạn nha Nó từ 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 cái nó liền nó lành lại giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra Rồi trong người của Amba bắt đầu cảm nhận được là tất cả những cái sự đau đớn Những cái vết bầm mà hồi nãy mình đánh nhau Rồi những cái sự đau đớn, thương tích gì á Nó lành hết, nó lành lặng khỏe mạnh một cách lạ thường Thì giống như là trong cái đoạn băng ghi lại á là hiến tế cho nó, nó sẽ ban phước lành và cái phước lành đây á là cái sự khỏe mạnh. Thì có thể là Becker trước đó bị một cái căn bệnh gì đó không biết, nhưng mà mỗi lần hiến tế như vậy, anh ta bắt đầu cảm thấy khỏe hơn một chút. Thì đó là nguyên do mà anh ta bắt rất là nhiều người phụ nữ để hiến tế cho cái con ác quỷ đó. Và bộ phim kết thúc ở ngay cái đoạn mà sau khi Red chết, Amba được lành tất cả các vết thương thì phim kết thúc. Phim kết thúc ở đây khiến cho mọi người đều không biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào với Amba tiếp theo khi mà cô ta liệu có bị mất đi nhân tính có bị cái con quỷ đó thao túng hay không khi có thể biết được những gì mà con quỷ đó nó có thể làm là nó có thể hồi phục nó có thể khiến cho một con người à, có được cái sức mạnh của sự hồi phục liệu cô ấy có đi theo những cái tội ác của những người đã từng làm trước đó lại tiếp tục bắt những người nạn nhân khác tới để dâng hiến cho con quỷ đó để được lợi ích từ con quỷ đó hay không hay là cô ấy sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ bỏ lại quá khứ đen tối và đau buồn để bắt đầu một cuộc sống mới và sống có ý nghĩa hơn thì đó là kết thúc ở đó kết thúc lẫn và chúng ta không biết sự lựa chọn của Amber là như thế nào và đó là hết bộ phim và trong cái quá trình kể thì Bác có th kể thiếu một cái chi tiết cũng khá là quan trọng đối với Bác á thì sẵn kể rồi cho nên Bác kể đi qua luôn thì tới đây Bác sẽ nhắc lại ha có một cái khúc mà Am ba đã bị bác cờ đưa tới cái giường đá và nằm trên đó. Đang trong cái lúc mà chờ cái con quỷ đó đi ra để mà ăn á thì đột nhiên ông bác ổng xông vào, ông giải cứu cho Am ba mà lúc này cái mặt của ông bác sưng à, y như là bị đánh sưng á. Cái bác mới kiểu, "Ủa? Ủa nãy thấy ổng bị đánh mà máu ra rồi răng rớt ra như vậy làm sao mà còn sống được? Sống được thì chắc là siêu nhân rồi đó, chứ không phải là người nữa." Rồi thấy hai bác cháu kéo nhau chạy. Cái mới thấy là ủa sao tội người ông bác có vậy bị thương như vậy Và vẫn còn nhớ tới để mà cứu cháu của mình. Nhưng không, cái đó là Amba nằm mơ thôi. Lúc mà giật mình tỉnh dậy thì thấy vững nằm trên cái giường đá. Ông bác thật sự là đã bị đập chết trước cửa, trước cửa phòng của Amba rồi. Và hết bộ phim, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích về những cái nhân vật trong phim nha. Đầu tiên là phải nói là sau khi coi xong bộ phim, bóc chỉ có thể thản thốt lên một điều là ông bác chết quá tội nghiệp. À, ban đầu khi mà Amba này xuất hiện trong nhà của ông bác thì ông bác ông đã nấu đồ ăn nè, mời vô nhà ăn nè, còn giúp cho tìm một cái công việc tốt, rồi thấy ở ngoài rất là lạnh, kêu vợ của mình là đưa áo khoác cho em ba bận, cho một cái áo khoác để cho em ba có cái để bận. Mà đối với một người, họ hàng xa lắc xa lơ, giống như bác nói với các bạn là bắn đại bác mà còn không tới, đã vậy không chưa bao giờ gặp mặt nhau nha. Hai bác cháu chưa bao giờ gặp mặt nhau trước đó, chỉ có nói chuyện với lại mẹ của em ba đôi ba lần thôi. Nhưng mà lại tốt đến như vậy là hết lòng rồi chứ còn gì nữa nhưng mà lại bị liên lụy, bị chết một cách rất là thảm thương và nguyên nhân chết là bởi vì lòng tốt của ông ấy. Nhưng mà thì thật sự thông qua vụ việc này thì bác nhận ra một điều là đôi khi mình muốn cứu người khác nhưng mà mình phải đặt cái an nguy của mình lên trên hàng đầu. Không phải là mình vì cứu người mà mình có thể bỏ qua tất cả. Thành ra giống như là ông bác đó, khi đó ông nóng lòng quá, ông không nghĩ được gì hết. Ông xông vào, nhưng mà khi xông vào như vậy, đâu có cứu được Amba ra đâu. Không những không cứu được Amba mà bản thân mình cũng bị bỏ mạng cho nên có rất là nhiều cái sự việc trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó mỗi người chúng ta đều phải đặt sự an toàn của mình lên trên hàng đầu có chuyện gì thì mình nên nhờ cảnh sát can thiệp chứ không có thể nào hành động một cách lỗ mãn được như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và thậm chí nguy hiểm cho cái người mà chúng ta muốn giúp Kế tiếp theo là hai nhân vật phản diện về Red và Becker. Thì hai anh em này được xây dựng với hình tượng là ban đầu xuất hiện là thấy không phải là người tốt rồi. Nhưng mà cái phân vân ở đây là không biết ai là người thật sự xấu bởi vì trong cái lúc mà bắp coi phim thì bắp cũng có bàn luận á bắp nghĩ là ở ban đầu bắp nghĩ là red là người xấu là người chủ mưu trong khi becker chỉ là người giúp thôi nhưng mà thành ra cuối phim ngược lại becker là người chủ mưu là người hiến tế còn red chỉ là người giúp đỡ à, và ban đầu thì thật sự bắp đã nghĩ Hai người này là cái dạng như biến thái giết người á Chứ không nghĩ là cuối phim lại lòi ra thêm một cái con quỷ Lòi thêm một cái sinh vật siêu nhiên như vậy Và cái cái đoạn mà Amba bị bắt và đưa lên cái giường đá là bắp đã nghĩ là thôi xong Bắt tới đó là chỉ có đường chết Không có cách nào mà có thể vực dậy được đó, Tại vì lúc đó là trong đầu bắp không hề nghĩ ra được một cái cách nào mà có thể cởi trói và chạy đi được mới nói là chỉ có chết thôi chắc chết hết phim nhưng mà không ngờ tổ 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 bẻ lái quá ghê gớm các bạn quất cho một cái uh, gì đó chiến đấu trong tinh thần để cho Amba bắt đầu uh, thấy được cái viễn cảnh là chăm sóc cho mẹ của mình và sau đó là chiến thắng trong tinh thần thì con quỷ đó nó sẽ rút ra nó sẽ rút về cái hộp và nó không có ăn thịt mình nữa hmm. thì đó là một cái kết mà bóc không ngờ tới có thể là có nhiều người sẽ đó không thích cái kết này bởi vì đang ban đầu là đang là ma mà sau đó thì nó chuyển qua một cái hướng hơi là ma và hơi là biến thái của mấy cái anh em này rồi tự nhiên đùng một cái cuối phim xuất hiện cái con quỷ hơi lạ nhưng mà cái kết này cũng khá là thú vị nếu như mà đi theo một cái lối mòn đó là baker là một nhân vật sát thủ giết người biến thái gì đó thì nó hơi là nó hơi là đi theo cái lối mòn quá thì cái kết này nó sẽ mới mẻ hơn với lại bắp nghĩ là cái ăn khách của cái bộ phim này là hình ảnh của cái con quỷ ở khúc cuối. Đó có cái hình dạng như thế này. Thì khi mà nó xuất hiện thì mình không thấy sợ. Và mình thấy nó khá là... Khá là sao ta? Sáng tạo. Khá là hay. Và cuối cùng vẫn là thông điệp quan trọng nhất trong bộ phim này là đối với những người nhập cư bất hợp pháp. Khi họ mơ ước có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Họ tìm đủ mọi cách để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù cho cái quyết định của họ là phải từ bỏ đi tất cả những gì mà họ có, thậm chí là từ bỏ đi cả tất cả quyền công dân của họ ở cái nước họ đang ở mà đi qua một cái nước mới. Sống mà không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy thì giống như trong bộ phim này. Họ sẽ bị bóc lột sức lao động và thậm chí là tính mạng của họ nữa, bởi vì có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ cũng không biết những người này là ai để tìm, không biết những người này là ai để mà giúp đỡ. Giống như bố nói với các bạn, không có giấy tờ thì khi mà những người này chết đi đâu có ai tìm họ đâu. Và bởi vì chính như vậy cho nên Red và Baker trong bộ phim này đã có thể hành động lâu đến như vậy mà không bị ai bắt hết. Nói chung là mỗi người thì sẽ có mỗi một con đường, sẽ có mỗi một sự lựa chọn và sẽ có mỗi một cái số phận. À, sau khi xem xong, xong bộ phim này thì um, nó nói chung là cái phần về ma nó thì nó không có làm cho bác sợ nhiều nhưng mà cái ức chế về cái chết của ông bác bắp vẫn tức các bạn ạ, à, vẫn tức và thêm vào đó nữa là về lòng người tại vì cái con quỷ đó nó chỉ xuất hiện và nó ăn thịt người khi mà có người hiến tế cho nó một cái con mồi thì bây giờ mình bắt đầu đặt ra câu hỏi là con quỷ đó nó ác hay con người ác tại vì cái mà nó đưa cho con người giống như một sự thỏa thuận mày đưa cho tao đồ ăn thì tao sẽ cho mày được cái này ngoài ra tao không bắt mày làm gì hết nếu mày không đưa cho tao đồ ăn thì thôi tao cũng đâu có ăn mày đâu thì rõ ràng tất cả mọi sự việc mà cha của Red và Becker làm là tự nguyện, cũng như sau đó tất cả những gì Becker làm là tự nguyện bởi vì Becker muốn khỏe hơn thì Becker phải tìm người để hiến tế cho con quỷ đó. Và Red vì giúp anh của mình cho nên cũng là một sự giúp đỡ tự nguyện, chứ đâu có thấy là bị đe dọa gì đâu. Thậm chí cuối cùng khi mà Amba thoát khỏi cái chết, Amba tới mở cái hộp đó ra cũng chỉ thấy có một bộ xương vô hại nằm ở trong đó thôi. Đâu bị gì đâu. Nhưng mà bởi vì Becker Tham cái sự chữa lành của con quỷ đó cho nên đã gây ra bao nhiêu là tội ác và kết thúc câu chuyện vẫn với một câu hỏi kinh điển rốt cuộc thì con người hay là con quỷ đáng sợ thì câu trả lời chắc hẳn các bạn đã có và đó là hết video phim ba bắp kể ngày hôm nay bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế